Xin mừng mọi người đến với Have a Sip Uống Gì Không. Đây là chương trình thì mình phỏng vấn. Thực ra bây giờ đến số 70 mấy của Have a Sip rồi thì mình cũng thấy là mình có một bộ sưu tập các khách mời kiểu xịn sò. Họ mang đến những câu chuyện từ cá nhân họ rất là nhiều. Họ đúc kết lại được những cái điều mà thì mình thấy quan trọng cho khán giả. Nên là cảm ơn hôm nay khách mời ngày hôm nay trong đợt ra Hà Nội này thì mình được gặp Vũ Hoàng Long. Hoàng Long hay còn gọi là người kể chuyện, là contributor của Vietcetera và cũng là tác giả hai cuốn sách. Dạ. Chào Long. Em chào chị Thùy Minh, em chào tất cả các khán giả của Vietcetera. Em chưa vừa nghĩ em sẽ được ngồi trước chị trong không gian như này. Trước đây thì em có nghe Have a Sip từ khoảng tầm 2 năm trước. Xong rồi em luôn nghĩ là nếu như mình ngồi ở trong mấy không gian như thế thì mình sẽ mặc đồ đạc như thế nào, mình sẽ nói gì. Nhưng mà lúc mà ngồi ở đây rồi thì em thấy nó không quan trọng như thế nữa. Nhưng mà chị thấy cốc cà phê em chọn rất là hợp với màu áo của em. Thế á? Thì đây là một sự cố tình à hay là... Không, em không quan tâm đến thời trang nhiều đến thế. Chắc là lúc mà ở đây em cũng chưa biết phải tập nói hay là phải làm gì không. Nhưng mà em chọn cái cốc này bởi vì nó có một ít cà phê thì nó làm cho mình tỉnh táo hơn một chút, còn bên dưới là sữa, em uống sữa từ bé. Thì hai cái này trộn vào với nhau thì em thấy nó khá là hợp. Tại sao em lại nghĩ đến việc là mình sẽ ngồi ở Have a Sip? Em nghĩ là người trẻ mà sống với truyền thông ấy thì ai cũng sẽ có một cái liên tưởng theo kiểu là mình có một cái hình mẫu hoặc là mình có một cái nhân cách gì đấy mà nó luôn phải phô ra trước mặt người khác. Thì ở trong thời hiện đại này, mình lên mạng xã hội các thứ lúc nào mình giống như một cái performer, một người biểu diễn. Thì em bây giờ thì em vẫn còn khá là ít tuổi ấy. Thì em quay lại tầm khoảng 2-3 năm trước thì em cảm thấy em ngồi rú ở trong nhà, xong rồi cũng không làm gì mấy, ngồi trước màn máy tính chính thôi. Thì những cái mình nghĩ về mình đều là những cái mình tưởng tượng ra. Thì mình vì là biết là sẽ phỏng vấn Long, mình cậu khi mà thì mình cũng chịu trách nhiệm phần nội dung của Vietcetera và mình đọc những cái bài viết thì mình đã có một cái hình dung nào đấy về cái nhân vật mà mình đang trò chuyện cùng. Thế nhưng mà mình cũng bất ngờ khi mà đọc cái cuốn sách thứ hai của Long, Kiếp Người. Tại sao Long viết cái cuốn như thế này, nhất là một người đang uống sữa này? Bạn ấy nói là tuổi bạn còn trẻ thì mình cực kỳ ngạc nhiên khi mà một người 24 tuổi viết một cái cuốn sách mà nó có cái sự chiêm nghiệm, mà mọi người sẽ chắc chắn là mọi người sẽ nói cái câu, một cái tính từ là chữ giả, đúng không? Vâng, em cũng nghe nhiều. Và cái điều gì nó khiến cho em, chị luôn tò mò là, và gần như nó thay đổi cái thế giới quan của thì mình nhìn nhận về tuổi của con người. Mình luôn nghĩ rằng là hoặc là xã hội hay giáo dục đã đưa cho mình một cái concept là à, một cái tuổi này thì người ta làm cái việc này, sẽ có một tuổi trẻ, đúng không? Cái này trong sách của Long cũng nói những cái định nghĩa đấy, nó khiến cho mình nghĩ rằng là à, một cái độ tuổi như thế này thì tôi sẽ chín. Thế nhưng mà Long và gần đây thì mình gặp một số các bạn trẻ đấy, mình cảm thấy là tất cả những cái quan điểm này kiểu sai bét ấy. Đấy, thì Long có biết từ lúc nhỏ là một ngày mình sẽ như thế này không? Mình sẽ bị gọi là già không? Em chưa tưởng tượng về điều đấy bao giờ. Cuốn sách này thì em cũng không nghĩ là nó già như thế, chắc là cái tên thì nó như thế. Lúc mà em bắt đầu viết cuốn sách này thì em có nói với bố em là cuốn này con sẽ tặng bố. Bởi vì em rất là yêu bố em. Từ quá khứ đến tận bây giờ. Thì em chỉ nói sơ sơ bố em là nó sẽ về một số cái trải nghiệm của con liên quan đến gia đình, liên quan đến hồi con còn bé. Bởi vì nói đúng ra thì cuốn sách này nói về cái thời gian mà em vẫn... Em quan tâm đến những cái trải nghiệm của một đứa trẻ lúc mà vừa từ trong bụng mẹ chui ra, nằm trong nôi uống sữa, nhưng không phải cốc sữa như thế này mà hồi xưa em uống Ensure. Thì em nói một cách rất là giản lược thầy về bố em, thì bố em bảo thôi con cứ viết đi. Rồi sau đấy lúc mà em cầm thành phẩm về nhà thì bố em nhìn nó một cách rất là kỳ lạ, xong rồi bố em nhìn em, xong rồi bố em bảo là con có dấu bố theo đạo không? Con có con theo Phật à? Xong rồi bố thấy con hay ngồi thiền buổi đêm ở trên giường, thi thoảng bố đi lên đánh răng nhìn thấy. Thì em cũng lần đầu tiên em nghĩ là người lớn sẽ phản ứng với cả một cái quyển sách mà mình viết ra như thế. Thế nhưng mà cái chủ đề của nó thì không già một chút nào. Cái điều đầu tiên mà em nghĩ đến khi viết cái cuốn sách Kiếp Người này đấy là
Em nghĩ là có hai cái sự kiện quan trọng nhất trong đời một con người, đấy là việc mình được sinh ra và việc mình chết đi. Nhưng mà chết đi bây giờ thì nhiều người nghĩ về nó quá rồi. Cái đợt mà chú Đặng Hoàng Giang viết cuốn sách Điểm đến của cuộc đời thì em cũng được theo một số nhân vật. Hai chú cháu cũng khá là thân nhau, thế em được theo một số nhân vật và thậm chí là chứng kiến một số nhân vật trước khi họ ra đi. Cảm thấy khá là ám ảnh và mình nghĩ không biết là với cái lứa tuổi của mình, sinh năm 98, chưa học đại học xong và còn rất nhiều thứ bề bộn khác trong cuộc đời mình phải giải quyết, thì mình nghĩ về cái chết lúc này nó có phù hợp hay không và mình nghĩ về nó như thế nào. Nhưng mà lúc thực sự đặt bút xuống rồi thì em cảm thấy là cái sự sinh ra nó hấp dẫn hơn cái chết rất là nhiều. Bởi vì mình không có cái lựa chọn cho việc mình được sinh ra. Không có ai lựa chọn cái việc đấy được cả. Khi mà đứa trẻ chui khỏi bụng mẹ rồi mà bảo là thế mà bố mẹ có cho con ký consent form để con được sinh ra hay không, con tự nhiên phải sinh ra như thế này, thì mình không nói chui lại vào nữa. Thì đấy là một cái khoảnh khắc em thấy nó rất là đặc biệt và mình không có sự lựa chọn cho nó. Và sau đấy đứa trẻ lúc mà chui ra khỏi bụng mẹ rồi thì trong vòng 3 năm đầu đời cũng không có ký ức. Và lúc đấy, lúc mà em suy nghĩ về cái khoảnh khắc đấy thì em cảm giác như là mình giống như người mất trí. Mình sống bên trong cái cuộc sống này, mình vẫn đi ra chợ mua rau, xong rồi đến trường gặp các thầy cô, xong rồi cố gắng báo hiếu bố mẹ. Tuy nhiên thì đến cái khoảnh khắc mà mình được tạo ra trên đời này, mình còn không biết nó là cái gì. Tất cả những cái người xung quanh mình có ký ức về việc mình được sinh ra trừ mình. Thì lúc đấy mình sẽ phải vật lộn với toàn bộ cuộc đời phía trước như thế nào. Có một số người thì hay nói là đứa trẻ con thì sẽ nhiều hy vọng hơn là người già ấy. Người già thì họ còn ít thời gian ở trên đời quá, trong khi đứa trẻ con thì còn rất nhiều thời gian. Nhưng mà em tự hỏi là trong thời gian đấy thì mình sẽ làm những cái gì khi mà cái sự sinh ra của mình hoàn toàn nằm bên ngoài cái dự định và kế hoạch. Thì đấy là cái mà em suy nghĩ về khi em viết cái cuốn sách này. Và tại sao lại là quyết định tặng cho bố? Em có luôn phải cần một cái mục đích khi mình viết một cái cuốn sách không? Thời gian đấy thì nó khá đặc biệt với em. Lúc đấy thì em nhận được khoảng 3 cái hợp đồng với 3 nhà xuất bản khác nhau. Và lúc đấy em nghĩ là lúc mình viết sách thì mình phải có mục đích gì đấy. Thế nhưng thực ra viết sách ra trong ngành xuất bản này thì em nhận thấy là nó không phải là cái mình có thể kiếm sống được. Xong rồi tiếng tăm các thứ thực ra cũng không phải là cái mà mình suy nghĩ đến. Nhưng mà cũng giống như cuộc sống này, mình phải nghĩ ra một cái mục đích gì đấy mình đi tiếp. Thì em nghĩ là cuốn sách mình phải có mục đích. Thế em viết ra một cuốn tặng bố, một cuốn tặng mẹ, một cuốn tặng bà. Tặng bà nội. Thế thì mình tua lại một chút. Trong cái cuốn sách này thì có gợi ý một chút về cái nhân vật của em trong đây, cái tuổi thơ của em, môn gì em giỏi, môn gì em không giỏi, bố mẹ em, gia đình em. Thế nhưng mà em có nhớ cái việc là em đã bắt đầu trở thành người kể chuyện như thế nào không? Người kể chuyện. Em nghĩ là cái việc mà em suy nghĩ là có một cái nhân vật tên là người kể chuyện thì nó từ rất là bé và nó không phải là em. Mà là bà nội em. Bởi vì bà nội em thì kể chuyện rất là hay. Em thì không lớn lên với cái chuyện cổ tích giống như mọi người, hay là đọc một số sách kiểu science fiction giống như các bạn trẻ đồng trang lứa với em, xem phim về cá mập xong rồi bắn nhau xong các thứ. Mà em lớn lên với những cái câu chuyện của bà. Bởi vì hồi xưa thì bố mẹ em đi công tác rất là nhiều, thì gần như không ở nhà bao giờ. Thì từ 6 tuổi thì bà em bảo là con chuyển phòng từ phòng bố mẹ sang phòng bà và ngủ với bà. Và em ngủ với bà đến tận năm 3 đại học. Thì em mới có phòng riêng. Về nhà Hà Nội thì cũng khá là chật. Thì em vẫn nhớ là buổi tối trước khi em đi ngủ thì bà nội em hay kể với em là hồi bé thì bà như thế nào. Bà em kể hồi bé thì bà em là dân di cư, thì đi khắp miền Bắc liền và không biết là quê quán gốc của mình ở đâu cả. Cho nên khi dừng chân lại Hà Nội thì lúc đấy đã 18-19 tuổi rồi và cái khoảng thời gian trước nó rất là lộn xộn. Thì bà nội em kể rất nhiều chuyện liên quan đến việc hồi xưa bà đã từng đi cắt lá dong ở trên rừng, xong rồi bán cho một cái ông nhà buôn để ông ấy bán cho một cái nhà gói bánh chưng. Và lúc bà lên trên rừng thì gặp một con hổ. Và bị con hổ nó suýt thì vồ vào người và phải chạy đi một khoảng 5-6 cây liền qua cái ngọn núi đấy. Và rất nhiều cái chuyện ly kỳ khác. Và em nhận thấy là từ bé sinh ra thì đến con trâu mình còn chưa nhìn thấy. Xung quanh thì không có đồng ruộng, chỉ có nhà cửa cái này thôi. Mình không tưởng tượng ra một cuộc sống như thế nào. Thế em lớn lên với những câu chuyện như thế. Ông nội em cũng là một người kể chuyện rất là hay. Mặc dù những câu chuyện mà ông em kể thì em thấy chả liên quan gì đến cuộc đời cả. Ông em thì hồi xưa học ông em cũng học cao học và sử ở Đại học Quốc gia, Đại học Tổng hợp hồi xưa. Thì ông em, hồi em còn bé tí, ông ấy kể cho em cái chuyện
tháp Babel ấy. Con người xây một cái tháp cao bên trời gặp Chúa. Xong rồi sau đấy thì Chúa giận quá và đánh một tia sét xuống và mọi người nói ngôn ngữ khác nhau. Thì em không hiểu ông em kể cho em chuyện đấy làm gì. Thế nhưng mà ông cũng có thể nói là ông là người kể chuyện rất là giỏi. Và về sau này lúc mà ông nội em mất rồi thì em mới bắt đầu suy nghĩ là những cái chuyện hồi xưa ông kể nó liên quan gì. Thì cái chủ đề liên quan đến ngôn ngữ mà em viết trong cuốn sách này rất là nhiều, cũng là cái mà em được truyền cảm hứng rất là nhiều. Tất nhiên là sau khi người thân mình mất rất là lâu rồi, mình suy nghĩ lại thì mình mới thấy là hóa ra những cái chủ đề này nó ở bên trong mình sống cùng với nó rất là lâu rồi, nhưng mình không nghĩ về nó bao giờ. Mình cũng nghĩ là bây giờ người trẻ thì đi làm startup, xong rồi đi tìm chân lý, xong rồi đi du học, xong rồi làm rất nhiều thứ hay ho khác như những người khác vẫn làm. Nhưng mà khi mà em suy nghĩ về cái quá khứ rồi thì em thấy là cái bể chất liệu mình nó ở đây chứ nó phải ở trong tương lai. Nhưng chị cũng nghĩ rằng là ai cũng có ông và bà, đúng không? Nhưng mà một số người thì may mắn hơn khi mà ông bà biết kể chuyện. Chị nghĩ là chị cũng là một, cũng có một cái khoảnh khắc hơi giống với lại Long. Tức là mình sống rất là nhiều với bà và mình lại bị kiểu nhà chị là phải trông nhà cho bác ấy. Thế xong buổi tối thì bà sẽ sang nhà của bác, nhà đấy là một căn nhà trống và bà sẽ gọi. Và cả cái tuổi thơ của mình không thích cái việc là mình phải đi sang một cái nơi khác để mà ngủ với bà. Nhưng mà sau này thì những cái câu chuyện mình nhớ nhất vẫn là câu chuyện là bà chị không biết chữ và bắt đầu bảo mình hãy viết sổ nợ ấy. Các bà hồi xưa sẽ cho ai vay kiểu mấy tạ gạo các thứ thì sẽ bảo mình viết ra những cái chữ cái đầu tiên của mình, lại trở thành một cái như vậy. Thì đúng là đôi khi cái quá khứ, cái chất liệu đấy là một cái thứ mà nó làm nên mình, và mình mất rất là nhiều thời gian đi tìm mình ở đâu đâu mà không biết là nó đã ở sẵn bên trong. Nhưng mà theo em thì khi mình nói về kiểu những người ông bà biết kể chuyện hay và những người không thậm chí không biết chữ, thì cái điều gì tiên quyết định rằng là một người có khả năng kể chuyện? Em nghĩ câu hỏi này em câu hỏi rất là khó, mình phải định nghĩa trước là chị biết là đấy là câu hỏi khó và chị nghĩ là với Long chị sẽ hỏi tất cả những câu hỏi kiểu bất thình lình trên cuộc đời này, vì chị có cảm giác nhá là em có câu trả lời. Đấy là cuốn sách mình cho chị cái cảm giác này. Nhưng mà thực ra em lúc mà chị nói đến cái chuyện là thế nào thì là một người kể chuyện, thế nào thì là một người có khả năng kể chuyện, thì lúc đấy em nhớ đến một cái câu dẫn mà chị hay dẫn ở những cái chương trình Have a Sip khác. Đấy là chương trình này chúng tôi chuyên mời những người nhiều chữ. Thì lúc mà em nghe câu đấy xong thì em nhận ra là thực ra trên đời này thì không có ai là không hiểu chữ cả. Bởi vì nếu như không có ngôn ngữ thì mình không nói được là mình là ai. Mình không nói được là em và chị ngồi trước một cái bàn. Cái câu chuyện này thì em, bởi vì em làm trợ giảng ở đại học thì em hay kể câu chuyện này với các bạn trẻ hơn em đi học về học báo. Thì câu hỏi then chốt của ngành báo đấy là thế nào là sự thật, thì em hay bảo các bạn là chứng minh cho anh cái bàn này là có thật. Thì bây giờ nếu như không có ngôn ngữ thì không ai chứng minh được cái bàn này nó có thật cả. Em không biết là chị có thật hay không, hay là chị là cái tưởng tượng bên trong đầu của em, những cái tín hiệu chị đến giác quan của em và nhào nặn lại xung quanh trong đầu của em. Thì lúc đấy suy nghĩ về chuyện là thế nào là một người có khả năng kể chuyện, thì em nhận thấy là chúng ta luôn luôn sống trong những câu chuyện, luôn luôn sống bên trong ngôn ngữ, và để cho mình nhìn thấy cái cuộc sống này nó liền mạch, theo kiểu là mình không phát hoảng lên mỗi một buổi sáng mình tỉnh dậy nhìn thấy mặt trời hé lộ qua khung cửa sổ, xong rồi giọt nước chảy xuống, xong rồi cây bên ngoài bay lất phất, thì mình không phát hoảng lên bởi mình có ngôn ngữ để mình diễn tả lại là mọi thứ nó như thế nào. Và em nghĩ bản thân em cái đấy nó là một câu chuyện. Hay là khi mình ra ngoài đường và mình mua mớ rau, gặp một bà bên trong chợ, xong mặc cả, xong đi về, thì mọi khi thì mình vẫn nghĩ là đấy là một câu chuyện nó rất là bình thường. Ngày nào mình chả đi mua rau, xong rồi đi trên đường thì gặp cái Vinmart, xong rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà sau đấy để về mình kể với người khác là tôi đi trên đường tôi gặp cái chuyện đấy, thì bản thân nó cũng là một câu chuyện rồi. Thì em nghĩ là ai cũng là người kể chuyện cả. Chỉ là khi mà em kể về câu chuyện về ông bà em thì em nghĩ thực ra cái diễn giải của em về ông bà em là họ là những người kể chuyện rất là giỏi thì nó mới quan trọng, còn chưa chắc ông bà em đã suy nghĩ là mình kể chuyện giỏi. Họ chỉ sống cuộc sống của họ và họ kể lại là tôi đã từng sống như thế. Thế thì chị sẽ tò mò về cấu trúc của một câu chuyện, đúng không? Bởi vì là có thể như em nói, em có một sự kiểu nói chung là nhân từ với tất cả mọi người, ai cũng là người kể chuyện. Nhưng mà chị tin rằng là một người kể chuyện sẽ, thôi chị cứ nói về quan điểm phía chị, là một người, câu này là câu Ocean Vương nói,
Vì chị có hỏi bạn ấy là khi mà bạn ngồi và bạn viết thì bạn là người cái kiểu là đến đâu nó theo đến đấy hay là bạn đã có trong đầu, thì bạn ấy nói là nó luôn là thứ ở giữa. Mình nó giống như một người mang bầu. Mình không biết là đứa trẻ đấy sinh ra cụ thể như thế nào, nhưng mình biết là trong người mình là một đứa trẻ, biết giới tính của nó, mình biết cân nặng nó bao nhiêu. Đấy, thì nó quay về cái câu chuyện là ai cũng có thể là người kể chuyện, nhưng mà chị có cảm giác mà người kể chuyện hay hay là một được gọi là một người kể chuyện thì là cái người mà cũng biết có một vài cái điểm mấu quan trọng để lấy cái sự chú ý của người khác. Còn ở giữa cái câu chuyện di chuyển giữa những cái cột mốc đấy như thế nào thì có thể chính người ta không biết, tại vì nếu người ta biết thì nó sẽ thành, có thể nó không hay nữa. Cái này thì em chỉ dám nói ở cái góc độ của em thôi, bởi vì ai cũng là người kể chuyện theo cái quan điểm của em, thì mỗi người có một cái kỹ thuật khác nhau và có cái quan điểm khác nhau. Nhưng mà với em thì em nghĩ khi mà mình nhìn vào những cái thứ nó bình thường nhất trong đời sống, ví dụ như cái câu chuyện lúc nãy em nói với chị về cái bàn chẳng hạn, và mình kể em câu chuyện về một cái thứ mà không ai để ý đến nó, hay là đi ra ngoài đường mua mớ rau không ai để ý đến nó nhưng mình vẫn kể chuyện được, thì em nghĩ là một người kể chuyện giỏi theo nghĩa có thể thu hút được người khác, đấy là họ có thể tìm được những cái chất liệu trong đời sống nó rất là bình thường, nó không có gì đặc biệt cả, nó không phải là thứ mà khi mình kể ra mọi người kiểu cảm thấy ồ oà, mình nhìn thấy những cái thứ nó ở ngay trước mắt mình thôi, nhưng mình tìm được cái sự đặc biệt bên trong nó. Đến đây thì em nhớ đến một câu chuyện mà em đã từng được một cô giáo cô ấy kể, đấy là khi mình nói về việc giả sử nghiên cứu chẳng hạn, hoặc là kể một câu chuyện về một cái điều bị ẩn giấu, thì người ta sẽ nói là tôi sẽ kể một cái bí mật cho các bạn, thì lúc đấy ai cũng sẽ nghĩ là cái bí mật đấy sẽ phải là cái mà chưa ai biết, phải là cái mình phải như kiểu đi tìm kho báu ở trên một cái hòn đảo hoang, hay là đi rất là xa đến những nơi tận cùng của trái đất để tìm được thấy nó. Nhưng mà nếu như nó là bí mật rồi thì em nghĩ là ai cũng biết. Uh-huh. Bí mật đơn giản nó chỉ là cái ai cũng biết thì nhưng người ta giấu đi. Uh-huh. Thì cô ấy có nói với em là nếu mà đi tìm bí mật, đi kể chuyện, đi làm nghiên cứu mà giống như đi tìm bí mật thì nó mất hay. Bởi vì bên ngoài cuộc sống kia, mình ra ngoài quán trà đá uống nước thì em cũng thấy các bà, các ông, những người lớn tuổi 70, 80 ngồi ngoài quán nước nói chuyện chính trị liên tục mà trên TV không nói chuyện đấy bao giờ. Thì cái đấy nó là bí mật và ai cũng biết rồi, thì em nghĩ là nó không còn thú vị nữa. Nhưng mà bây giờ mình nhìn vào cái quán nước đấy, vẫn từng đấy ông bà nói chuyện với nhau, nhưng mình kể một câu chuyện khác từ đấy. Ví dụ như trong lúc mà họ đang ngồi chém gió về chuyện chính trị, xem Ukraine và Nga đánh nhau thì nên ủng hộ phe nào, thì em sẽ chú ý vào cái việc là họ cầm cái cốc nước chè ra sao và họ mời nhau như thế nào. Thì em thấy cái đấy là cái sẽ khiến cho em quan tâm hơn là cái việc mà họ nói cái gì. Chị nghĩ thứ em vừa nói cũng tương đối trừu tượng để hiểu đấy. Nhưng thường thì cái cách em suy nghĩ nó có hơi, chị chỉ có thể cảm nhận về em qua cái cuốn sách này nhá, thì chị thấy em là người có, tất nhiên là khi mình tiếp xúc một cái sự vật hiện tượng, hoặc là chương trình này vừa mới phỏng vấn anh Trương Quý chẳng hạn, anh Trương Quý là người mà chị sẽ hỏi ngay anh là anh uống cái cốc này, anh là một người mà chị biết chắc là khi anh cầm cái cốc trà thì anh đã biết bao nhiêu câu chuyện quanh cái cốc trà đấy rồi. Anh sẽ nhìn vào từng cái thành phần trong cái cốc trà đấy và anh ấy nói là cái này của người Hà Nội bao nhiêu năm, hay cái gì, hay là cái màu đó, hay là cái bàn của anh sẽ nghĩ về cái chi tiết đó. Còn chị đang tò mò là cái cách em tư duy đấy, nếu mà vừa rồi là một câu chuyện là em sẽ bỏ qua cái yếu tố mà mọi người hay hướng vào là cái nội dung trò chuyện, mà mình sẽ gần như mình có một cái nút bấm, mình tắt cái tiếng của cái, mình mute cái video đi, mình sẽ nhìn những cái nhỏ hơn. Thường thì em có phải cố gắng, em có vạch ra là đây là cái lối tư duy của mọi người thường tư duy và tôi tìm một cái lối đi nó khác đi với cái cách này không? Để nói là mọi người thường tư duy như thế nào thì em thấy cũng hơi khó. Đấy là cái, tức là anh có thể nói được cho em có thể theo dõi một số người khác xem họ viết như thế nào, nhưng mà để biết là phần đông mọi người ra sao thì em thấy hơi khó. Nhưng mà đúng là em có phải tập để em đi tìm ra được là cái chi tiết nào là chi tiết em sẽ khai thác vào. Chứ không phải là nó là một cái thứ về bản năng. Thì cái cuốn Kiếp Người thực ra nó cũng là một cái khiến cho em khám phá là thế bây giờ thì mình sẽ khai thác cái chủ đề cụ thể gì cho mình. Em cảm thấy quá khứ nó là một thứ nó màu mỡ, thế nhưng mà đối với
Có thể đối với một số tác giả khác thì cái quá khứ đây có thể là quá khứ của cả một thành phố, quá khứ của cả một đất nước, quá khứ của thế giới từ rất nhiều năm về trước. Thế nhưng mà em thấy đến quá khứ của chính mình còn không rõ thì nói gì đến quá khứ của tất cả cái người xung quanh. Thì em ở bên trong nghiên cứu nó có cái từ gọi là khu biệt cái vấn đề lại, sao cho nó nhỏ nhất có thể. Rồi lúc đấy thì mình mới đủ để biết chắc là mình biết về cái vấn đề này. Thì em thấy cái cách mà em tiếp cận với một câu chuyện hay là một cái vấn đề thì nó cũng như thế. Tức là mình phải biết chắc là mình đang biết đã. Chứ còn nếu như mình không biết về nó thì mà thậm chí có lúc mình cũng không biết là mình có biết hay không. Lúc đấy thì em sẽ quyết định là thực ra mình không phải là một cái người toàn năng đứng ở bên trên và nhìn được hết, xem xã hội thì có những người này như thế này, người kia như thế kia. Mà mình luôn luôn có một cái vị trí xuất phát từ cái điểm nhìn của mình. Thì thay vì việc mình khám phá tản mạn bên ngoài kia thì em sẽ nhìn xem cái điểm nhìn của mình nó có gì đặc biệt, nó có cái gì khiến cho mình nhìn thấy là cái bàn này thì không phải là cái ghế, mình ngồi vào đây thì mình sẽ ngồi xuống như thế này thay vì mình ngồi lên trên bàn chẳng hạn. Thì em sẽ phải làm cho chắc chắn, em phải biết chắc chắn là mình được xây dựng cái điểm nhìn của mình như thế nào. Và em nhận thấy là nó không phải là một thứ bản năng, không phải từ khi sinh ra thì mình đã có khả năng lựa chọn được là tôi sẽ gọi đây là cái bàn và kia là cái ghế. Mình không có khả năng lựa chọn được là cái tình yêu của mình đối với người xung quanh như thế nào, câu chuyện gì là thứ mình cảm thấy đặc biệt đối với mình, mà nó luôn trải qua một quá trình mình được nhào nặn trong xã hội. Thì lúc đấy em sẽ đào sâu vào những cái thứ tỉ mỉ hơn, ví dụ như trường mẫu giáo, ví dụ như nhân vật người bố, nhân vật người mẹ bên trong cái trí tưởng tượng của mình hồi mình còn bé, họ sẽ làm gì cho mình, họ đã làm gì cho mình, họ lên cái mô hình cho mình như thế nào. Em nhớ đến một cái khoảnh khắc em cảm thấy rất là xúc động khi mà em viết cái cuốn sách này. Hôm đấy thì em dọn tủ và em tìm về trong cái khe tủ cái album ảnh cưới của bố mẹ em, cũng thêm một số cái cuốn phim. Một số cái tấm ảnh thì nó đã hỏng mất rồi bởi vì nhà mặt đất thì nó rất là ẩm và mọi người quên mất, không biết để nó ở đâu thì nó bị hỏng đi. Thì lúc mà em mở ra và em nhìn thấy toàn bộ cái album bố mẹ rồi tất cả mọi người xung quanh, cái đám cưới rồi người thân, thì em nhận thấy một điều khiến cho em cảm thấy rất là kinh khủng. Kinh khủng theo nghĩa là bất ngờ, theo nghĩa là như thể mình trở thành con người khác. Đấy là cái kế hoạch trong việc là có mình, nó đã có từ trước khi mình sinh ra rất là lâu rồi. Nó phải không phải 9 tháng 13 ngày như là những đứa trẻ bình thường nữa, mà nó khi hai người bố em mẹ em gặp nhau, hai gia đình gặp nhau xong rồi có những cái tương tác vân vân mây mây. Thì lúc đấy cái ý niệm của họ về mình đã có rồi, mình đã tồn tại trong bức ảnh này rồi, chỉ là mình không tồn tại dưới cái thân xác như này thôi. Thì em sẽ bắt đầu em lục vào những cái chi tiết nó nhỏ như thế, và sau đấy thì em sẽ đi tiếp là đến hiện tại, từ quá khứ đến hiện tại liền cho đến bây giờ mình đang ngồi ở đây, thì mình sẽ nhìn cái sự vật như thế nào. Và mình nhìn sự vật đấy không phải là bởi vì nó tồn tại sẵn là như thế, mà bởi vì mình được dạy nhìn cái sự vật theo cách đấy, nó không khách quan một tí nào cả. Nhưng theo em thì lúc nào là lúc đủ sớm để mình cũng vừa nói là nó không phải là chuyện bản năng, nó là thứ mình phải tập, mình phải hít một hơi, mình quan sát. Lúc nào thì em bắt đầu cái điều đấy, em có nhớ được không? Và chị không biết đấy, thành ra mình sẽ nói một chút về cái tuổi trẻ, là người ta hay mặc định rằng là 18 tuổi này thì bắt đầu mới, đúng không, kể cả chuyện rượu bia thuốc lá, lái xe, tức là... Nhưng mà sẽ có, chị thấy cái việc mà tôi quyết định rằng là à, bản năng của tôi như thế này nhưng bây giờ tôi sẽ học cách. Ví dụ trong ngành sáng tạo, mà khi mà làm show mọi người hay hỏi chị là ô, thế chị đã bắt đầu làm show như thế nào, thì chị luôn bảo là tôi cũng sẽ nhìn thôi và thấy là có một cái gì đấy mà nó chưa có không, và liệu mình có thể làm một cái thứ mà nó trong tầm tay của mình nhưng mà lại chưa từng tồn tại không, đúng không? Thì ví dụ nhá, có một cái show nó siêu đơn giản nhưng mà chưa hề có. Đấy là em nói về chuyện em bé được sinh ra nhá, là lúc mà chị có bầu á, chị rất hay tìm là mỗi tuần em bé lớn lên như thế nào, nhưng mà không có một bà mẹ nào thật trong lúc đang mang bầu và kể cho chị là cái cảm giác của người ta trải qua như thế nào, mà nó chỉ có dạng text thôi. Đấy nên là sau này đứa trẻ con đầu tiên của chị ra đời thì chị không có đủ thời gian để kiểu mình ốm nghén nữa, thì mình không làm show được. Nhưng đứa thứ hai thì chị làm cái điều đấy, tức là mình làm một cái show là đúng một bà bầu thật mang bầu đúng cái tuần đấy, ngồi trước máy quay và nói là tôi cảm thấy như này ABCD. Đấy thì một cái bé tí thế để thấy là tại sao từ trước nay biết bao nhiêu bà bầu rồi mà không ai làm một cái show này cho tôi xem. Đấy thì nó quay về cái việc là ở một khoảnh khắc nào đấy mình biết là mình phải suy nghĩ theo kiểu là
đã có gì, đã có một cái như thế này tồn tại chưa, và tôi có thể làm được nó không. Thì quay về cái thời điểm, em có biết cái khoảnh khắc nào, chị nghĩ một người trẻ như em thì cái khoảnh khắc đấy nó phải diễn ra sớm hơn chị của bao nhiêu ấy, để nhận ra là à, tôi hãy đặt cái câu hỏi này nó khác đi, hay là cái câu hỏi này nó ra chưa ai trả lời à? Hà có không, có một cái khoảnh khắc không? Thực ra là có đấy. Cái câu chuyện này thì em kể hơi buồn cười thôi, nhưng mà thôi mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ. Em nhớ hồi còn bé, có một lần ông em dẫn em đến trường, xong rồi đi trên đường thì nhìn thấy một cái cây, thì ông nội em mới chỉ vào cái cây và bảo đố con biết là cái cây này màu gì, cái tán lá nó màu gì. Thì em thì vẫn được dạy từ bé là nó màu xanh lá cây. Thì em bảo đây là màu xanh lá cây ông ạ. Nhưng mà ông em bảo con nói thế là sai rồi, cái lá này màu xanh da trời. Lúc đấy thì em thực sự rơi một cuộc khủng hoảng, bởi vì nhớ đâu mình nhìn thấy nó cái màu như này, còn tất cả cái người khác nhìn nó màu khác thì làm sao. Nhưng tất nhiên là cái câu hỏi nó sẽ trôi tuột đi như mọi đứa trẻ khác lớn lên mà quên mất là trước đây thì mình từng là ai và mình từng nghĩ về những cái câu hỏi đấy như thế nào. Xong rồi sau đấy thì em vào đại học và em chọn một cái ngành nghề nó hoàn toàn khác so với những cái mà bố mẹ em đã lên kế hoạch cho em. Trước đây thì em học chuyên lý. Từ cấp 2, cấp 3, cấp 1 thì học toán. Em tuổi thơ em nó cứ trải qua hết từ lò luyện thi này, lò luyện thi khác, lớp thêm này, lớp thêm khác. Thì đây giống như lớp thêm cả bạn quay phim. Học chuyên lý với bạn này. Học thêm lý. Thêm lý. Thì em còn không còn suy nghĩ về cái việc là cái cây đấy thì là nó màu xanh lá trời, màu xanh lá cây nữa. Mà đối với một người học khoa học tự nhiên thì về cơ bản nó là một cái màu mà cái dữ liệu của mình, cái máy của mình nó có thể đo lại được là nó cái phổ màu nó từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Thế nhưng mà lên đến đại học thì em học khoa học xã hội nhân văn, em học báo, nhưng sau đấy em rẽ sang hướng nghiên cứu. Thì lúc đấy em học hoàn toàn về xã hội và nó thay đổi cái góc nhìn của em về thế giới, nó khác hoàn toàn luôn. Kiểu trước đây thì mình luôn nghĩ là cái gọi là sự thật, cái mà mình đều công nhận với tất cả mọi người nó là có thật, thì nó là cái máy móc thể đo lại được, xong rồi cái trải nghiệm của mình nó là như thế, vân vân. Nhưng mà lúc mà em vừa vào năm nhất đại học, buổi đầu tiên đi học, môn đầu tiên, chính xác là buổi đầu tiên luôn, thì giảng viên đặt một câu là đối với các bạn thì sự thật là cái gì? Bởi vì tôn chỉ của ngành báo là nói về sự thật khách quan, trung dung, không chiều bên nào cả. Thế đối với các bạn sự thật nó là cái gì? Tại sao bạn biết thì mình đang nói thật? Thì lúc đấy em mới nghĩ lại, chết, mình lại quay trở về cái thời ông mình nói là cây nó màu xanh da trời, màu xanh là cây. Thì đấy là lúc mà em quay xe mạnh nhất và em bắt đầu nghi ngờ là không biết là kiến thức 12 năm vừa rồi mình đi học nó nó đúng đến đâu. Thì lúc đấy em bắt đầu suy nghĩ về những cái, em bắt đầu suy nghĩ về những cái như thế. Nhưng mà chắc không phải em đặc biệt gì cả, bởi vì nhiều bạn, cũng không hẳn là nhiều, nhưng mà những bạn bè mà em chơi cùng thì cũng đều đến với em với cái câu hỏi mà nó như thế. Nghe nó hơi dở hơi ấy. Là đấy, khi mình ngồi xuống cái ghế thì cái ghế đối với mình thì nó có thật hay không, và nó thật đến như thế nào. Chị nói cho em biết nha, chị không hề có thật. Chưa bao giờ, tất cả những này đang là trong tưởng tượng của em. Em cũng tin đúng không? Cũng có thể đúng không? Cũng có thể, có thể. Ok. Nó làm cho chị nghĩ về cái khác biệt thế hệ, khác biệt giáo dục. Cái này cũng không phải chuyện mới, nhưng mà chị, ở cái lứa của chị ấy, có thể là nó bị là mình phải khác, bởi vì tất cả mọi người đều giống, và mọi người, mình cũng bị kiểu cừu đen, và mình bị đánh giá là tại sao không giống. Đấy, cái câu mà chắc là nhà ai cũng nói là sao không giống con nhà hàng xóm ấy. Nhưng mà thành ra cái nhu cầu để mà khác ấy, nó, giả sử ai muốn đi theo con đường này thì là mình, nó rất là rõ ràng với chị, bởi vì mọi người giống nhau quá. Nhưng mà đấy, như em đến cái thời này, ví dụ ở thời chị mà tự dưng hỏi một cái câu hỏi khác đi, hay là chỉ là hỏi lại đã là đủ khác rồi. Nhưng mà đến thời của bọn em, hay là bây giờ cả xã hội đang kiểu như là cho bọn em vào spotlight của Gen Z thế hệ mới, thì chị, cái này cũng là một cái câu chuyện chị cũng hay phải hỏi mọi người, là khi mà ai cũng khác, ai cũng có những câu hỏi đặc biệt với chính mình, bọn em tồn tại như thế nào, bọn em đối xử với điều đấy như nào? Đấy cũng là một câu hỏi khó. Nhưng mà
Thực ra nếu nói về khái niệm Gen Z thì em thấy nó cũng là cái mà gần đây em mới biết. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ em thuộc về thế hệ Gen Z. Nó nhưng em là thuộc về nếu theo định nghĩa của họ. Vâng, theo định nghĩa của họ thì em thuộc về. Đến lúc mà trên báo bắt đầu nói về Gen Z, em cảm thấy đấy cái hiện tượng nó rất là lạ khi mà mình thuộc về nhóm đấy. Nhưng đúng là cái việc mà mình phải liên tục tỏ ra khác so với người xung quanh, nó đôi lúc làm cái gánh nặng, chứ nó không phải là cái điều gì đấy hay ho tốt đẹp cả. Nhưng mà nó cũng là cái cho mình nhiều thứ thú vị để mình nghĩ về hơn, thay vì việc mình lên trên lớp đọc sách giáo khoa đạo đức, dấu công dân, tất cả cái lẽ thường trong cuộc sống thì mình không còn nghĩ như thế nữa. Nhưng mà có một cái điểm mà em cảm thấy nó khá là khủng hoảng, đặc biệt là khi có mạng xã hội nữa, đấy là mình luôn luôn phải tỏ ra là mình đang có một cái cuộc sống như thế nào đấy mà nó hơi khác so với những người xung quanh. Mọi thứ nó vẫn diễn ra, mình đi ra ngoài cà phê xong rồi làm việc các thứ thôi cho nó yên tĩnh, vẫn phải chụp ảnh lên trên Instagram để thể hiện là mình có một cuộc sống, trong khi trước đây thì không có một thế hệ nào phải thể hiện ra là tôi đang sống cả. Thì thế hệ em trên Facebook cũng phải viết một cái gì đấy, Instagram đăng thường xuyên, xong rồi các bạn xem TikTok. Em chưa vừa có app TikTok bên trong máy, và lúc xung quanh mình thấy ai cũng xem TikTok và quay TikTok thì em cảm thấy cũng khá là sợ ấy. Cũng khá là áp lực về cái chuyện đấy. Thế nhưng mà có một cái điểm này liên quan đến thế hệ là em không nhớ câu nói này là của ai. Trước đây thì có một ông nói là về sau này thì ai cũng sẽ nổi tiếng trong vòng 15 phút. Em không nhớ của ai, bây giờ em không nhớ của ai luôn. Nhưng mà có lẽ để nói liên quan đến cái câu chuyện của thế hệ em thì em thấy cái thế hệ của em nó giống như ai cũng ở trên một cái sân khấu, một cái sân khấu mà tất cả mọi con mắt đều chĩa về. Và đôi lúc thì em cảm thấy là chúng ta sống hơi giống performer, hơi giống người biểu diễn. Mình biểu diễn hàng ngày, biểu diễn trước mặt bố mẹ, xong rồi đến đi đến trường hoặc đến cơ quan thì chọn bộ quần áo nào, tóc tai trông như thế nào và nhiều thứ khác nữa, thì đấy là một cái áp lực. Nhưng mà áp lực này thì em nghĩ là một phần thì nó là liên quan đến thế hệ, tức là thế hệ trước thì cái gọi là sự thật thì nó đã được đóng đinh vào một chỗ rồi, đọc báo xong rồi lên TV xem là biết, còn bây giờ thì nó ở khắp mọi nơi. Nhưng mà một phần nữa thì em thấy nó liên quan đến cái công cụ kỹ thuật hàng ngày nữa. Mình sống với smartphones, mình sống với các công cụ truyền dẫn thông tin ngay lập tức. Và có lẽ cái này nó liên quan đến các mạng xã hội nữa, là nó luôn luôn khiến em nghĩ việc mình lướt mạng xã hội hàng ngày ấy, nó cũng là một dạng công nhân, một dạng lao động. Mình phải lao động để mình sáng tạo ra nội dung liên tục. Cái nội dung nó đến từ mình selfie như thế nào, cái filter củ khoai tây biết bay, xong rồi có bóng tennis. Em hay chat video với bạn gái em và bạn ấy cứ đổi filter liên tục. Thì em phải học mãi mới biết cách là phải đổi cái filter như nào. Thì em thấy đấy là một cái áp lực rất là lớn. Mình luôn phải biểu diễn trước mặt người khác. Và cái đấy là công cụ nó cũng tạo ra nữa, chứ không phải đơn giản là do mình sống khác đi. Và liệu chúng ta có lối ra không? Hoặc là như này, mình có thể đặt nó là liệu là khi mà nó là áp lực của tất cả mọi người, liệu nó có phải áp lực nữa không? Thực ra nếu mà nói là tất cả mọi người thì em nghĩ là cũng lại không phải cho lắm. Bởi vì chỉ có tầng lớp trung lưu thành thị, giới trẻ Gen Z mình hay nói đến, em thấy trên báo chí ấy, thực ra đều nhắm vào cái giới trẻ sống ở các cái thành phố lớn, có điều kiện để có thể lên Facebook lướt hàng ngày, để có thể tiêu thụ những cái thông điệp truyền thông mà rất là trendy, như chúng ta biết những cái trend các thứ. Có một lần em có ở trên Mai Châu một khoảng thời gian rất là dài, Mai Châu Hòa Bình, và em có đi qua một số gia đình ở chung với một số người ở trên đấy, thì em thấy cái việc mà các bạn trẻ đồng trang lứa với em ở trên đấy sống một cuộc sống rất là khác. Ví dụ sống cùng với người Thái chẳng hạn, thì em chưa bao giờ nghĩ là người Thái lên trên mạng xã hội thì họ sẽ làm cái gì, cho đến khi em biết là họ xem một cái bộ phim truyền hình nói tiếng Thái mà có 400 triệu lượt xem. Xong rồi các bạn thì có những bạn thì lựa chọn đi học và sau đấy lại lên thành phố và lại sống với một cái số phận giống như là em đang sống bây giờ. Còn bạn khác thì
ở lại quê hương của mình lập nghiệp. Và có một lần thì em đi đi vào một bạn trồng đào, à một bạn chở đào, không phải trồng đào. Thì bạn phải đi một cái vùng rất là xa với Mai Châu, đi em Pà Cò cách đấy tầm 30 cây gì đấy. Thì đi một khoảng thời gian, đi một cái quãng đường rất là dài, và lên trên đấy bạn chặt gốc một cái gốc đào, xong rồi bạn nói chuyện với cái ông trồng đào hết một tiếng, nói về ôi dưới kia thịt con gà ngon lắm, xong rồi đường xá hôm nay hiểm trở, trời mưa xuống đường trơn, xong rồi nói về rượu, nói về đủ thứ, xong rồi sau đấy mới bốc được cái gốc đào lên trên đằng sau sau xe, rồi đi về kia bán cho cái ông bán cho cái ông mà cần mua đào, và cái ông đấy cũng chả phàn nàn gì. Và cái cuộc sống nó cứ, cái thời gian của mình thì nó như thế này, thời gian nó cứ nó rất là khác so với mình. Thế em cảm thấy là cái cuộc sống đấy rất là khác, không phải Gen Z nào thì cũng cảm nhận như mình. Tức là đôi khi chúng ta nhìn thấy nó tưởng là như thế, những người xung quanh chúng ta nó chỉ trong một cái phạm vi rất là gần, nhưng mà khi mình zoom out ra mình phải đi. Thế thì đôi khi giải pháp của nó sẽ là sự dịch chuyển không? Là sự tiếp nhận những cái, phải tìm những người phải khác hẳn mình đi. Ví dụ hồi xưa là, ví dụ khác là rất khổ. Ví dụ như chị vào đài, giọng của chị ở Đài Tiếng Nói Việt Nam là giống giọng con trai, khác với các giọng nữ, không giống một giọng nữ chuẩn chẳng hạn. Thì mình lại phải cố mà giống. Còn bây giờ đôi khi cái thế mạnh là cái chuyện là phải gặp nhiều người khác đi, đúng không? Có phải không? Em nghĩ là nếu như có điều kiện thì mình nên gặp những người khác, để mình chấp nhận được là có những cuộc sống rất khác mình, có những lẽ thường trong cuộc đời rất khác mình, có cái lối sống khác mình. Thì lúc đấy mình dễ chấp nhận hơn với nhiều thứ. Nhưng em có bao giờ nghĩ, ví dụ trong cái sách này chị có lúc mà vào thì có nói là trong một cái cuốn này thì mình không biết là cái người viết là bao nhiêu. Tất nhiên là nếu mình đọc kỹ thì mình sẽ biết, tại vì bạn ấy cứ nói toang tác là tôi kiểu 1998 và các thứ ABCD trong này. Nhưng mà đấy, với một cái concept như này thì người ta sẽ nghĩ là một người suy tư nhiều về cuộc đời và những cái lẽ sâu sắc của cuộc đời thì sẽ là cái người mà phải chững chững tuổi ấy. Thì có một số các cái chương mà mình đọc thì mình biết chắc là đây là người trẻ. Em có bao giờ thấy tuổi trẻ của mình không phải là lợi thế không? Câu trả lời của em nó có thể sẽ hơi xa xa cái đề bài một tí. Lúc mà em viết cái cuốn sách này thì em có tìm hiểu cái khái niệm về tuổi trẻ. Bởi vì trong các nền văn hóa khác nhau thì cái tuổi trẻ định nghĩa rất khác. Cái lý do mà em quan tâm về cái tuổi trẻ như vậy đấy là bởi vì nếu mình nói xếp nhóm tuổi thì không biết là xếp nhóm nào với nhóm nào. Chắc là ở trên cái fanpage Facebook của em thì nó có cái insight, và lúc đấy thì mình nhìn thấy là cái lứa tuổi từ 18 đến 24 khác lứa tuổi từ 15 đến 18 chẳng hạn, thì mình sẽ định nghĩa dựa trên cái demographic dân số kiểu như thế. Nhưng mà thực tế thì trong văn hóa ở nhiều nơi khác nhau thì họ không có một cái định nghĩa tiêu chuẩn nào về tuổi trẻ cả. Cứ 18 tuổi là trưởng thành kiểu như thế. Thì em đọc và em nhận ra là cái tuổi trẻ nó là một cái phát minh rất là gần đây. Đến đầu thế kỷ 20 người ta mới bắt đầu nghĩ về chuyện là chúng ta phải đến trường. Phải có lớp mẫu giáo, phải có tiểu học, phải có hệ thống formal education, tức là giáo dục chính quy, giáo dục phổ thông, tất cả mọi người đều đi qua. Và có một cái lập luận này thì có vẻ như đi khá là xa, nhưng mà em được truyền cảm hứng rất là nhiều bởi nó khi viết cuốn sách này, của một nhà triết học đạo đức người Mỹ tên là John Cholto. Thì bà ấy có nói là toàn bộ cái ý niệm mà mình hiểu về đời người, tức là đi từ quãng một đứa trẻ con cho đến tuổi vị thành niên, cho đến tuổi trưởng thành thanh niên, cho đến trung niên và sau đấy chết, thì nó không phải là một cái trật tự do bẩm sinh đã có, do cái trình tự sinh học của con người tạo ra, mà nó là một thứ được tạo ra bởi các nhà tư sản thế kỷ 17. Lúc đấy thì họ nhận ra là cái nguồn lao động của xã hội cần phải được chuẩn định giống hệt như nhau, để những cái đứa ví dụ như em được sinh ra xong rồi đằng nào thì về sau cũng trở thành công nhân của chủ nghĩa tư bản cả, đều đi lao động, đều bán sức lao động cho người khác, thì cái sức lao động mình phải nộp ngang nhau, cái chất lượng phải ngang nhau. Và như thế người ta phát minh ra đầu tiên là nhà hộ sinh, xong rồi sau đấy đến các trường học, và sau đấy đến hệ thống trại thương điên, rồi bệnh viện, rồi nhà tù, rất nhiều thứ khác để thiết kế sao cho mình sống với cái lứa tuổi như thế. Và nếu như mình xem trong lịch sử Việt Nam thì mình cũng thấy là đến đầu thế kỷ 20 thì cái hệ thống giáo dục chính quy ở Việt Nam cũng mới bắt đầu vào quy củ, khi mà người Pháp họ ép sao cho mình giống hệt như họ ở bên kia. Thì em cảm thấy khi mà nhìn về cái khái niệm tuổi trẻ, nó cũng không phải là một thứ
nó hiển nhiên mình sống như bây giờ nữa. Cái tuổi trẻ mà mình đang sống bây giờ nó cũng làm hàng hà sa số những cái đi trước người ta làm ra rồi. Và như vậy thì em bắt đầu suy nghĩ đến việc là mình có thể sống một cái tuổi trẻ kiểu khác hay không. Một cái tuổi trẻ mà như mọi người nói thì có thể em chiêm nghiệm các thứ nhiều hơn về lẽ đời, về các thứ. Nhưng mà em thì không, em không thấy như thế. Em thấy những cái điều em làm nó cũng rất là tự nhiên, theo một cách là bởi vì em tìm hiểu về cái chủ đề này và em gặp, em gọi cái encounter, những cái sự tác động bởi cái người xung quanh từ bé như thế, thì bây giờ mình có cái tuổi trẻ như thế này. Và có lẽ khi mà mình không đơn giản hóa toàn bộ mọi người với nhau thì có lẽ mỗi người sống một cái tuổi trẻ khác nhau luôn, không có ai sống giống nhau cả. Đấy là cái lúc mà em cảm thấy khá là bừng tỉnh, bởi vì trước đây thì em có đi theo một cái dự án nữa của chủ Giang là tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ. Thế em nghĩ hậu tuổi thơ thực ra nó là từ tuổi thanh niên cho lúc trưởng thành, và em quen phải đến 3/4 các nhân vật trong cuốn sách đấy đều bạn bè em. Thì lúc mà đi sâu vào cuộc sống của họ thì mới thấy là mỗi người sống cuộc đời khác nhau. Cái việc mà mình sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ nghe người thân trong gia đình cãi nhau bao giờ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là bố mẹ mình có thể ly hôn, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ đến một ngày bị đuổi ra ngoài bảo là hãy tự lập đi, mà vẫn sống chung với bố mẹ, ông bà nhiều thế hệ như thế, thì nó rất khác so với người khác. Cái điều mà em cảm thấy, đôi lúc cảm thấy không biết đây có phải một cái đặc quyền của mình hay không, và cái việc mình sống như thế nó có bất công đối với người khác hay không. Đấy là em gặp hầu hết bạn bè của em thì gia đình họ tan vỡ, và lúc đấy thì họ bắt đầu tìm đến những cái thứ mà nếu như cái khái niệm tuổi trẻ trên báo đài hay nói thì sẽ cố gắng là cấm không cho làm những cái chuyện đấy. Ví dụ như dùng các loại chất kích thích, hay là gặp các bệnh tâm lý, xong rồi self-harm, hay là quan hệ tình dục trước tuổi, và rất nhiều thứ khác nữa. Trước tuổi là bao nhiêu tuổi thì được gọi là quan hệ tình dục trước tuổi? Trước tuổi này là cái em dùng khái niệm của bố mẹ ấy, chứ em cũng không nghĩ là có gì trước tuổi đó. Okay. Bố chị, mẹ thì chị làm chương trình, vâng, tức là cởi mở chị quan vâng, tâm em. Vâng vâng. Em không, em nghĩ cái đấy cũng là do xã hội kiến tạo ra thôi. Bố mẹ, đối với các bố mẹ thì thì sẽ thường trước nói trước khi lấy nhau đúng không? Vâng, đúng là không? Trước tuổi. Trước khi lấy nhau thì là trước tuổi. Thì lúc mà vào trường cấp 3 thì em thấy cái khái niệm trước tuổi của bố mẹ đấy hoàn toàn tan vỡ luôn. Khi mà quan sát những người xung quanh mình như thế. Em thì vẫn sống hơi hơi giống bố mẹ một tí. Thì em không trải qua cái câu chuyện như thế. Nhưng mà lúc mà cái cuộc sống nó đập vào mình như thế thì mình nhận thấy là cách sống của mình không phải cách sống duy nhất. Và vì thế quay trở lại cái câu hỏi của chị để nói là cái tuổi trẻ nó là một cái lợi thế hay không, thì em nghĩ là một câu hỏi rất là khó để trả lời. Đúng, tại vì chính em cũng, nếu mà mình thay cái chữ tuổi trẻ bằng một tuổi khác thì có thể nó thay bộ đổi toàn bộ cái câu hỏi này. Vâng. Đúng không? Mà chị biết một điều, có một cái cuốn sách mà khi mà đọc cái cuốn Kiếp Người này chị nghĩ về là cuốn Hiểu Về Trái Tim của thầy Minh Niệm. Cái cuốn đấy thì nó dày hơn, nó hơi xến hơn một tí, tại vì nó luôn mở đầu bằng một bài thơ. Nhưng mà cũng là cái cuốn gối đầu giường của chị. Và cái bố cục, chị nghĩ là cái, nó hơi giống cuốn sách này ở chỗ là nó có những cái keyword. Ví dụ trong này mình thấy là cái chết, đạo đức, sự thật, tình yêu, tôi, ngôn ngữ, ký ức. Thì bên kia cũng thế, là có những cái từ mà nó như một cái cuốn từ điển, mà mình không cần phải đọc từ cái đầu sang cuối, mình chỉ cần xem cái mục lục, mình muốn đọc về cái mục nào mình dựng nó ra. Đúng không? Sự khác nhau, tại sao chị so sánh, vì đấy là cái cuốn chị yêu thích mà. Chị khác nhau ở chỗ này là cái sự trải nghiệm. Chị hiểu cái việc là mình hãy mang cá nhân của mình ra để làm tiền đề, để bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ. Thế nhưng mà tuổi trẻ hay là ít tuổi ấy, thì thiếu một cái là thiếu trải nghiệm. Tức là không đủ, cứ coi như là cái mật độ trải nghiệm của em là gọi là căng nhất so với hơn rất là nhiều những bạn đồng giới. Nhưng mà cái số 5 nó vẫn có thể là một cái điểm yếu, đúng không? Đấy thì ý chị ở đây khi chị nói đến tuổi trẻ đây là có thể là cái số lượng. Tại vì chị thấy chuyện tình yêu của em viết hơi mỏng, hơi ít. Và nó là chị nghĩ là ví dụ chị là người chị lớn tuổi hơn, chị yêu rất là nhiều, đấy không? Cái sự lựa chọn của mình cũng là yêu nhiều nữa. Nhưng mà mình biết là khi mình nói về chuyện tình yêu thì thậm chí mình cũng không ai có thể qua mặt được mình. Đấy. Thì cái khi chị nói là nó là lợi thế hay nó không phải lợi thế, là nó là cái số 5 em trải nghiệm cái điều đấy.
chính vì mọi người nói là mọi thích cái không gian của Okia Hà Nội bởi vì những tiếng này cũng không thích được lắm đâu. Ví dụ mình tiếng mèo hay tiếng gà gáy hay tiếng dao, cái tiếng xây dựng này, cái tiếng khoan này là một trong những cái tạp âm với chị nhá, nó là kinh khủng và ám ảnh nhất. Em có cảm xúc gì với nó khi em nghe thấy nó như này? Nó có cản trở dòng suy nghĩ của em không? Nhà em vừa xây nhà xong. Okay. Em sống chung em nó. Vâng, em sống chung nó tầm 3 tháng nay. Ừ. Đục khoét các thứ khắp nơi. Nhưng mà em thấy thực ra thì mình sống ở giữa một cái đô thị mà nó nếu như mà mọi người nói về cái tuổi trẻ, theo tất cả mọi người đều nghĩ về tuổi trẻ là cái lúc mà mình bắt đầu khai phá những cái tiềm năng của bản thân, xong rồi đi tiếp với một cái số năm rất là ngắn và với rất nhiều hy vọng ở phía trước. Thì em cảm thấy đôi lúc em không biết, em gặp một số bác già hay nói là người Việt Nam thì giống như một cái dân tộc vẫn còn rất ít tuổi. Em không hiểu cái logic của cái sự so sánh đấy lắm. Thế nhưng mà khi nhìn về cái đô thị, một cái đô thị như thế này, và mọi người hay có một cái tiền giả định đấy là các cái đô thị phát triển rồi, các cái nước văn minh rồi thì nhà cửa các thứ phải khắp nơi, chỗ nào cũng đều giống như nhà của Vin, kiểu như thế, nhà chọc trời. Thì em thấy mình đang sống ở giữa một cái điểm nó thú vị như thế, đấy là Hà Nội, từ một cái nơi rất là cổ kính với những cái khu tập thể như thế này. Yên tĩnh bỗng nhiên trở thành nơi đầy nhà chọc trời. Và có lẽ nếu để nói về cái lợi thế hoặc là cái không lợi thế của em với tư cách một người còn trẻ, đấy là em được sinh ra vào giữa cái thời điểm giao thời rất nhiều thứ như này, và đôi lúc thì em cảm thấy nó khá may mắn. Mặc dù mình vẫn phải sống với nỗi lo về thực phẩm bẩn hàng ngày, mình sống với mẹ em ở nhà xong rồi nói là con ra ngoài đường không được ăn mấy cái xiên bẩn chứ cổng trường đâu nhá, ung thư thế nọ thế kia. Xong rồi bố em thì nói là con phải đeo hai khẩu trang, và khẩu trang vải bên trong, khẩu trang các thứ bên ngoài để không hít phải xi măng này. Bởi vì bố em thì làm kỹ sư và tiếp xúc với cái này rất là nhiều. Bố em bảo cái này hỏng phổi. Kiểu thế. Thì nhưng mà thực ra nó là cái hiện thực vừa tàn khốc vừa lãng mạn xung quanh mình luôn. Và đôi lúc em cảm thấy là nếu như không có cái thứ như thế này thì làm gì có chỗ để những người kể chuyện khai thác về những cái điều thú vị trong cuộc sống của họ nữa, nếu như hàng ngày gà gáy và mặt trời mọc và gió thổi xào xạc. Chị hiểu ý của em, chị nghĩ là rất là thông minh khi trả lời theo hướng đấy. Nhưng mà đúng là khi mà em nói và em nói về cái định nghĩa thì chị lại muốn quay lại cái định nghĩa tuổi trẻ. Chị cũng không nghĩ rằng là xã hội, hệ thống chính trị, tư bản, tư sản có thể thao túng chúng ta nhiều đến thế. Không thể nào. Tất nhiên là sẽ có những câu chuyện ngốc kiểu như là vàng, kiểu trước đấy ở châu Phi thì chả ai quan tâm, nhưng mà có một ngày đẹp trời tất cả mọi người đều coi vàng là thứ quý nhất trên đời. Chị vẫn nghĩ là nó có một cái logic gì đó. Có thể là nó không nhiều và nó không được thần thánh hóa như là mình công nhận nó bây giờ. Nhưng rõ ràng tuổi trẻ là cái tuổi có nhiều năng lượng, đúng không? Chị nói được điều đấy và chị có quyền nói điều đấy, bởi vì chị đang biết là mình ở một cái tầng năng lượng nó thấp hơn ở trước một cách tự nhiên. Xong bây giờ chị có cơ hội quan sát trẻ con, mình sẽ thấy là cái năng lượng, tức là nó không bao giờ dừng lại, đúng không? Và đúng là cái đấy là một cái, có một cái điểm mà nó có một cái gọi là nó có ngắt ra đấy, đúng không? Có thể, nhưng mà nếu mà từ góc nhìn của em thì em sẽ thấy là em luôn luôn mong đến một lúc nào đấy mình có nhiều năng lượng hơn. Bây giờ thì mình lại chưa đủ. Và mình mong ở trong tương lai mình có nhiều năng lượng hơn. Thế em thấy đấy có thể là một cái tư duy hơi hơi nghịch nhau một tí giữa các thế hệ. Đấy là khi chị lớn tuổi hơn thì chị nghĩ là trước đây mình có nhiều năng lượng hơn. Thế thì tuổi trẻ của chị có thể may mắn hơn, bởi vì có nhiều năng lượng hơn. Cái lúc đó chị không bị tiêu tốn năng lượng vào chuyện lướt Facebook. Chị có thể, chị luôn tranh cãi cái điều này với con trai chị. Con trai chị nói là, nó luôn nói một câu cửa miệng là chán quá. Nếu mà không được chơi game, nếu không được xem Netflix thì là chán quá. Còn tuổi trẻ của chị đâu có, tuổi ấu thơ của chị đâu có những cái đấy. Chắc em cũng có một phần biết cái đấy, đúng không? Là nên là nó, cái chị đọc rất là nhiều và chị chìm đắm được trong sách. Bởi vì mình nghe nói là không có sự lựa chọn thì nó không đúng, nhưng mà nó đúng là như thế, mình không mất năng lượng vào những thứ đấy. Thành ra là mình rất là nhiều năng lượng ở cái thời điểm đấy. Tức là mình chủ động, đúng không? Mình đều biết là cái văn hóa đọc với lại văn hóa xem Netflix nó khác nhau ở chỗ đấy, cái bị động với lại chủ động. Nên là mình có thể tranh cãi. Nhưng mà nó kéo theo một cái việc, từ từ khi mà ra cái chuyến ra Hà Nội này ấy, mọi người biết cái cảm giác mà khi mình pack đồ ấy, xong mình biết là mình sẽ quên một cái gì đấy không? Nhưng mà lúc đấy mình chưa biết là, mình chưa nhớ ra được là mình quên cái gì. Thì chị quên cái notebook.
Chị rất hay viết câu hỏi trong notebook, thành ra chị có ghi lại trong cái nốt ở đây. Giờ chị... Em có luôn là người biết sứ mệnh của mình là làm gì không? Trở thành ai không? Nếu mà em biết sứ mệnh đấy thì sẽ không biết kiếp người. Thế à? Vâng. Đấy là một cái câu hỏi. Tức là em đang tìm cái điều đấy à? Em có tìm, em có chủ động tìm không? Em có chủ động tìm chứ. Mặc dù em vẫn nghiêng về cái hướng là xã hội mình đưa đẩy mình nhiều hơn. Tức là mình ở đâu âu đấy. Thế nhưng mà em vẫn luôn tìm. Cái này là cái liên quan đến cái hy vọng của em. Đấy là mặc dù có một cái không khí có lẽ hơi khác giữa các thế hệ với nhau. Em thấy bây giờ thì ở thế hệ của em thì dường như cái sự bi quan nó lại là cái phủ nhiều hơn. Ý nhất là đối với những cái người mà em sống cùng, những cái người xung quanh em, sự bi quan nó là cái không khí chung của cái thế hệ này. Bởi vì có lẽ là một cái mà chị đã nhắc đến từ lúc nãy, mọi người đều cố gắng sống khác đi, tất cả mọi thứ khác biệt trên đời đều đã được làm rồi. Chúng ta không còn có thể nghĩ về một cái thế giới nó tốt đẹp hơn bây giờ nữa. Một cái thế giới không có chiến tranh thì trông nó như thế nào? Một cái thế giới mà mọi người đều không còn có sự phân biệt nữa thì trông nó sẽ như thế nào? Và bây giờ thì dường như nó có nhiều cái sự bế tắc khi mình suy nghĩ về việc đấy. Mình nói về vấn đề nhiều hơn, nhưng mà mình chẳng có giải pháp gì cả. Nhưng mà với em thì cái sự hy vọng của em là ít nhất là với bản thân mình thôi, là mình luôn cố gắng sống khác đi. Khác đi ở đây không phải theo nghĩa là mình sẽ sống tích cực lên hàng ngày. Mình sẽ ngồi thiền chánh niệm nhiều hơn. Mình sẽ mỗi một ngày trôi qua tôi sẽ có nhiều kỷ niệm hơn và ghi lại thêm một cuốn sổ dày. Mà em luôn cố gắng nhìn, nó giống như mỗi buổi sáng tỉnh dậy thì em nhìn thấy khung cửa sổ. Khung cửa sổ có rèm và có ánh mặt trời chiếu bên ngoài và có mấy cây bay vo ve. Và lúc đấy thì em nhận ra là không phải sáng nào mình tỉnh dậy, mình nhìn cái khung cửa đấy, mình cũng tưởng tượng với chung một thứ. Mình cũng nhìn thấy chỉ cái khung cửa đấy thôi. Và mình nhìn thấy rất nhiều thứ khác nữa. Một ngày trời nắng thì mình sẽ nhìn thấy có lẽ bờ đi ra ngoài công viên chạy bộ thì sẽ rất là vui, không phải đeo khẩu trang. À, nhưng mà mọi người nên đeo khẩu trang. Phải đeo khẩu trang không bị phạt 3 triệu. Nhưng mà kiểu như thế. Thế em luôn cố gắng là vẫn với cái khung cửa sổ đấy, nhưng mà một ngày khác mình nghĩ về nó khác đi thì làm sao. Cái này thì anh cũng có viết một cái trong cái cuốn sách của em liên quan đến việc mình ăn cơm ấy. Thì hồi xưa em là trẻ con, em còn là trẻ con ấy, thì em hơi ghét ăn cơm. Bởi vì ngày nào cũng ăn một món tương tự như nhau. Xong rồi lúc nào cũng thích ra KFC ở cuối phố nha em. Thì trước đấy nó có một cái khách sạn, có cái khách sạn bàn cờ, và gần như nó chỉ là một cái tòa nhà có nhiều tây đi qua đi lại, bên cạnh là đại sứ quán Trung Quốc. Xong rồi sau đấy thì bỗng nhiên một ngày nó có một cái KFC. Và lúc đấy trẻ con thì ai cũng thích ăn KFC, ra ngoài KFC ăn. Kiểu như thế. Thế nhưng mà sau đấy thì em suy nghĩ lại về cái về cái thìa mình ăn cơm hàng ngày, về cái thứ mình ăn hàng ngày, và về những cái người nấu nó, về cái setting không gian xung quanh, TV chiếu cái gì. Và mỗi ngày thì em thấy mình không ăn những cái thìa cơm giống hệt nhau, mình ăn nó rất là khác nhau. Thì em nghĩ là trong tương lai có thể mình nhìn vào thìa cơm cũng sẽ rất là khác. Đã từng có lúc em ghét ăn cơm đến mức mà em ăn sao cho phồng mồm lên, xong rồi em sẽ đi đâu đấy em nhè. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì có một số thời gian em phải đi công tác khá xa ấy. Em ở bên Campuchia tầm một tháng, trôi trên cái sông, trên cái hồ Tonle Sap, gặp những cái người bản địa ở đấy, những cái người Việt di cư sang bên đấy luôn. Thì lúc đấy bỗng nhiên em nhớ cái thìa cơm ở nhà bố mẹ ông bà nấu cho khủng khiếp luôn. Lúc mà mình nhìn vào thìa cơm đấy thì bỗng nhiên nó là nhiều thứ hơn chỉ là cơm. Nó là kỷ niệm, nó là tình yêu. Và liệu khi mà về sau em có một đứa con chẳng hạn, thì em sẽ mong muốn đứa con của em nhìn vào thìa cơm như thế nào? Liệu về con cái thìa nữa hay không? Có còn đũa nữa hay không? Có còn cơm nữa hay không? Hay nó là thứ gì khác? Thì nó luôn có cái không gian cho mình sống khác đi, và mình nhìn về thế giới này khác đi. Thì em nghĩ đấy là cái hy vọng của em. Chị thì rút ra có vẻ như đứa nào thời nào cũng có vẻ ghét ăn cơm. Và nghĩ ra cái trò là kiểu có một cái từ là từ gì nhở? Phồng mồm trận má. Tức là kiểu bỏ bứa ấy. Tức là mình sẽ nhai. Và thậm chí khi mà em nhắc đến cái hình ảnh đấy, chị còn nhớ được cái vị của nó luôn. Là hồi đấy mình cứ sẽ nhai nó, kiểu mình cứ giả vờ mình không muốn ăn nữa ấy. Mình cứ giả vờ mình nhai tiếp là bố mẹ vẫn thấy mình đang ăn ấy. Nhưng mà mình nhai đến mức cái hạt cơm, cái vị của nó kiểu thành một cái vị khác ấy. Đấy, và sau đấy mình nhè nó đi.
Đấy, nhưng anyway, đấy, thấy chưa? Nhưng mà kể thì có nhiều, dù các thế hệ khác nhau thì vẫn có những câu chuyện hơi giống nhau. Em nghĩ gì về việc khi mình viết ra nhá? Chị nói cái quan điểm của chị trước. Chị cảm giác khi mà viết ra nó giống như là mình cứ phải cho ra ấy, đưa ra. Đấy. Cho nên là với chị cái việc đọc là cái việc nạp vào. Đúng không? Với bọn em thì thế nào là đưa ra và thế nào là nạp vào? Thực ra khi nói về việc viết thì em thấy cái thứ mình đưa ra nó rất là ít. Nó rất là ít so với cái mình nghĩ ở bên trong đầu. Đấy là đối với bản thân em thôi nhé. Em thấy viết nó là một cái thực hành khá là bạo lực ấy, chứ không phải là không. Bởi vì tưởng tượng như khi mình vào trong nhà tắm, xong rồi mở vòi ra, nước xối xuống, xong rồi mình suy nghĩ đủ thứ bên trong đầu. Nó không có cấu trúc, nó không có ngữ pháp, nó không có cái gì cả. Nó là cảm xúc dâng trào, mình suy nghĩ về rất nhiều thứ hay ho mình định viết ra. Và giả sử trong trường hợp hoàn hảo là em nhớ hết toàn bộ cái em tắm và em nghĩ về, thì em đặt nó lên trên giấy thì em sẽ viết nó như thế nào. Thì lúc mà mình phải viết ra thành một cái file hoặc là thành một cái bài văn trên giấy chẳng hạn, mình phải suy nghĩ về việc là cái cấu trúc của nó ra sao, cái câu này mình đặt ở đâu, câu kia đặt ở đâu, và lúc đấy toàn bộ cái sự hứng khởi của mình khi mà mình đi tắm nó đã khác hoàn toàn so với ở trên giấy rồi. Và thậm chí em nghĩ là đối với việc viết thì chắc là đối với em thôi, mình ít có cái cơ hội mình viết cho bản thân mình nhiều. Viết thì luôn luôn có người khác đọc, nếu như không phải là khán giả ở trên mạng, không phải là bố mẹ mình, thì có lẽ hồi xưa học tập làm văn thì cũng phải đưa các thầy cô chấm. Và đôi lúc có những lúc mình rất là hứng khởi nghĩ về những cái ý tưởng mình sẽ viết và chấm được 4 điểm. Và lúc đấy vừa nghĩ là mình phải viết cho cả cái người đọc nữa, thì lúc đấy cái sự viết ra của mình, cái sự cho ra của mình nó bắt đầu rất là biểu diễn. Mình bắt đầu suy nghĩ là cái đối tượng này mình nhắm đến thì họ sẽ đọc những cái thứ như thế nào nhỉ, bắt đầu suy đoán, bắt đầu thứ. Và lúc đấy thì cái việc viết nó không phải là, nó là cái stream of consciousness, tức là nghĩ gì viết nấy nữa, mà nó luôn luôn suy nghĩ tính toán. Thì thực ra đấy cũng là một cái hay, vì em thấy nó làm cho mình chỉn chu hơn rất là nhiều. Mình không nói bậy trong các bài viết, không nói tục chửi thề, xong rồi luôn luôn viết đúng ngữ pháp. Thế nhưng mà một mặt khi mà nói đến cái việc là mình phải nạp vào ấy, thì em thấy nếu như không đọc thì gần như không viết được luôn, nó bế tắc hoàn toàn luôn. Bởi vì những cái mà em viết ra, em nhận thấy là nó không phải có cái thứ có sẵn trong đầu mình, mà nó là thứ mà mình cũng được nhào nặn từ nhiều nguồn, từ nhiều sách vở khác nhau rồi. Cái câu chuyện này thì em cũng nói cả bố em. Đợt dịch 2020 thì lúc đấy nó đúng ra ở nhà em cũng khá là khó khăn, bởi nhà em có một cái xưởng và mọi người hoàn toàn phụ thuộc vào việc nền kinh tế vẫn chạy. Thì lúc đấy dịch đến và phải đóng cửa, và bố em lại phải xin cái giấy hàng ngày để đi sang xưởng, xong rồi xem công nhân bên đấy như thế nào rồi, xong rồi phải lo cho họ xem là họ có nhiễm Covid không, và họ có đồ ăn thức uống bên đấy còn không, các thứ, không đi lại đâu được. Thì bố em về nhà hay kêu ca là ôi bây giờ khó khăn quá, không biết nên mua vàng ở đâu, không biết là nên chữ của cải mình vào chỗ nào cho nó đỡ mất. Thì lúc đấy em bảo là con thấy cái có thể thoải mái với con hơn là con dùng vốn tự có, tức là con viết từ cái trong đầu con ra và không lệ thuộc vào việc là phải có hàng hóa, phải có input output ở bên ngoài như là bố. Thì lúc đấy bố em nói xem một câu chí mạng luôn. Mẹ cũng suy nghĩ mãi, em bảo là những cái trong đầu anh nó đâu phải trong đầu anh đâu, bố mẹ đầu tư cho anh đi học từ bé đến giờ, những cái kiến thức đều là mượn từ xã hội, vay mượn từ xã hội. Và bây giờ khi mà con viết ra để con có thể là kiếm thu nhập từ nó, và con sống cái đợt dịch này nó dễ dàng hơn, thực ra không phải là do con có tài năng tự thân hay như nào cả, mà về cơ bản là con vay một khoản từ xã hội và con đang trả nó. Thiếu đấy em bảo thôi chết, đúng không, mình không thể nói đọ với người già được. Chị quay lại việc viết một tí xíu, mặc dù chị định hỏi về chuyện đọc. Cái đoạn này cũng hơi sorry mọi người, tại vì có những cái lúc mà cái tiếng nó kiểu cực kỳ ồn luôn. Mọi người nghe nó sẽ, thực ra trong lúc Long nói thì chị không phải nghe mỗi Long, chị nghe cả tiếng khoan kia. Và trong truyền hình hồi xưa ấy, mình gọi đấy là tạp âm.
Nhưng mà đúng là khi mình nhảy sang podcast thì khán giả yêu thương gọi là ui, tạo đến không khí cảm giác như em đang ngồi đấy cùng với các anh chị. Nhưng mà đấy, nó vẫn là tạp âm và có thể nó sẽ gây một chút khó chịu. Quay về chuyện viết nhé. Thế thì khi em viết cái cuốn này là nó là thuần là có một sự tính toán rồi. Nó, chị chỉ nghĩ là nếu mà gọi là để cho mình, chị biết em nói về cái việc là tại sao con người ta cứ bị là hoặc là nam hoặc là nữ đúng không? Thế nhưng mà chị cũng rồi dùng cái để đúng cái định nghĩa đấy. Mình nghĩ là sẽ có một kiểu những cái người mà họ viết một cái tác phẩm cho chính họ. Họ không quan tâm, tất nhiên là họ nấu nướng mọi thứ và nó vẫn ra, không có khác gì. Nhưng lúc đấy họ chỉ nghĩ là cho họ. Nhưng ngược lại, thậm chí là trong một người, như chị cũng thế, chị có những cái cuốn sách chị ra, chị nghĩ là cái này chị gọi nó là một cái cuộc gọi là khạc nhổ quá khứ. Tức là nếu mình có những cái như kiểu trong đờm trong họng, nếu mình không nhổ ra ấy, mình sẽ thấy rất là khó chịu ấy. Và khi mọi người nói là có tái bản cái cuốn hay không, chị bảo không, bởi vì là cái này là cái việc tôi cần phải làm cho tôi, đúng không? Thế nhưng mà trong cuốn tiếp theo chẳng hạn, chị sẽ nghĩ là làm nào để có một cuốn sách để đời nhỉ, không phải để cho mình mà phải là kiểu rất là may mắn nếu mà ai đấy viết một cuốn sách để đời cho họ mà lại được công nhận, đúng không? Còn phần lớn là hoặc là cho họ hoặc là cho người khác. Thì khi em viết một cuốn sách thì em cho ai nhiều hơn? Em nghĩ là cho em nhiều hơn ấy. Cho em nhiều hơn chứ không phải cho mọi người. Cũng khá nhiều người bảo là em viết khó hiểu. Và em luôn quan tâm. Lúc mà viết với Vietcetera em cũng bị chỉnh rất là nhiều. Em với ban biên tập chỉnh rất là nhiều một bài viết. Cái cuốn sách này thì nó đã ở cái trạng thái khá cân bằng rồi. Tức là em vẫn viết cho em thì nhưng mà nó ở một cái phiên bản mà mọi người đọc đều hiểu là nó nói cái ý đấy tức là như thế chứ không phải là như thế khác. Nhưng mà ý định ban đầu của em khi viết cuốn sách này là cho em. Em không nhớ cái hôm đầu tiên em đặt bút viết là em nghĩ cái gì trong đầu. Thế nhưng mà em không để em chỉ nghĩ là thời gian thấy mọi thứ trên đời nó phi lý quá. Tức là đấy, cái việc mình được sinh ra nó là như thế, không ai quyết định. Mình không quyết định cái việc đấy. Thì bây giờ mình phải giải thích mọi thứ khác tiếp theo như thế nào. Một đứa trẻ sinh ra, cái em thấy nó là một món quà theo nghĩa là mình được hít thở không khí này, mình được sống, mình có những cái dục vọng, mình có sự ham muốn. Tuy nhiên thì mình phải đối diện với cái chết. Đứa trẻ sinh ra đối diện với cái chết. Em nhớ là đợt đấy em có nhớ đến một cái câu chuyện mà mẹ em kể với em hồi xưa. Nói chung gia đình em kể cho em nhiều thứ rất kỳ lạ, em không hiểu tại sao. Hồi đấy ông bác em mất và mọi người khóc. Em không hiểu tại sao mọi người khóc. Em không hiểu mất là như thế nào, chết là như thế nào. Và hôm đấy thì nhà ngoại em ở phố Quán Thánh. Thì lúc đấy phố rất là vắng và mọi người bắt đầu đưa cái quan tài của ông bác đi dọc phố. Và em thì lờ ngớ ở đấy và tự nhiên được bác em đưa cho cái quạt, cái cờ quạt rất là to, em phải ôm như thế này. Và lúc đấy mọi người xung quanh em khóc và anh họ em cũng là cháu nội của ông bác em luôn. Thì bảo tại sao mày không khóc? Mày không thương ông à? Thế lúc đấy em cắn môi em khóc. Thế là cũng khóc nước mắt ròng ròng bố mẹ. Sau lúc đấy về em mới thật thà hỏi mẹ em là tại sao mọi người khóc. Thì mẹ em mới bảo là bởi vì ông mất rồi thì ông không quay lại nữa. Thì mọi người khóc bởi vì không gặp được ông nữa. Thế thì em hỏi mẹ em tiếp là mất là gì, chết là gì, con có phải chết không? Thì mẹ em trả lời em câu nhạt tuẹt là rồi một ngày con sẽ phải chết, chuyện này không tránh được con ạ. Rồi lúc sẽ phải chết thôi, mẹ em sẽ chết, bố cũng sẽ chết, ông bà sẽ chết, tất cả người đều sẽ chết. Thì lúc đấy em cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Thì em có hỏi tiếp là thế chết mình đi đâu? Lên thiên đàng hay là đi đâu chịu sự trừng phạt sau này, vân vân mây mây. Thì mẹ em là một người rất vô thần. Mẹ em bảo cháy đâu cả con ạ, mình thành đất run ăn, xong rồi bộ xương xong các thứ. Thì em cứ suy nghĩ về câu chuyện đấy liên tục. Thì đến lúc mà em viết cái cuốn sách này thì em nghĩ đấy là cái, nó là một trong cái nguồn cơn chính để em viết. Tức là nguồn cơn đầu tiên nó là cái chết. Xong rồi sau đấy thì không hiểu thế nào nó mới thành sự sinh ra. Nhưng mà đấy, tức là mình sinh ra với một cái nỗi sợ chết. Và mình phải làm nào sao cho mọi thứ nó có lý.
tức đằng nào cũng chết rồi thì mình làm mọi thứ nó có lý lẽ gì đâu. Đằng nào mọi người cũng sẽ quên mình sau 2 năm sau khi mình chết rồi. Chắc là có gia đình vẫn thắp hương cho các ngày rỗ đấy, thì cũng chỉ là mọi người có dịp để tụ tập nhau uống rượu xong rồi kể về một số kỷ niệm gia đình rồi sau đấy mọi người đi chỗ khác. Thế thì tóm lại thì cái việc sống này để làm cái gì? Thì em bắt đầu suy nghĩ là thế thì mình phải giải thích hết là thế mình sống làm cái gì đã. Thế nào là sự sống? Thế nào là ngôn ngữ? Thế nào là tình yêu? Lúc mình yêu thì tức là nó là cái gì? Lúc mà mình nói về cái chết thì nó là cái gì? Và lúc đấy em bắt đầu gạch đầu dòng ra là ở cái chủ đề cuốn sách của mình nó sẽ là những cái thứ trông có vẻ cơ bản như thế, và mình sẽ khám phá nó dần dần. Thì em có một cái bản sách của em, cái bản này của em ở nhà, và em viết lung tung beng vào nó luôn. Bởi vì sau khi em viết xong và sau khi nó xuất bản ra rồi thì có rất nhiều quan điểm bên trong cuốn sách nó không trùng với em lúc đấy nữa. Và em bắt đầu sửa bé bét vào bên trong đấy, là như một cái cuốn nhật ký của em. Mình không giữ nguyên si như thế. Thì có thể nói là cái cuốn sách lúc mà ra thì nó là cân bằng giữa tác giả và người đọc. Mà một phần nào đấy thì kể ở việc mình có chiều với chăng nữa thì mình cũng luôn luôn có cái gì đấy cho mình. Nó rất cá nhân của mình. Và khi em viết xong một cái cuốn sách này thì những cái câu hỏi, những cái quan điểm về cái chết đấy, nó có thay đổi gì không? Nó thay đổi cũng nhiều. Bây giờ như nào rồi? Em thấy bây giờ thì mình cũng chả kiểm soát được việc mình chết. Đằng nào mình cũng chết. Hoặc là có một cái câu này là thế thì đằng nào người ta sinh ra rồi cũng để chết đi. Thế tại sao lại phải sống? Để trả lời cho câu hỏi đấy, em nghĩ là tại sao ai đấy chúng ta lại sống? Cho đến lúc mà em in quyển sách này ra xong thì em bắt đầu nhận thấy là nếu như mình chỉ coi là cái chết nó tất định rồi, cuộc đời nó là hư vô, không có gì cả, thì đôi lúc mình hơi kiêu ngạo. Bởi vì cái ý nghĩa của cuộc sống nó là cái gì, cụ thể nó là cái gì, thì nó còn liên quan đến tất cả mọi cái chằng néo xung quanh mình nữa. Bố mẹ mình định nghĩa cho mình như thế nào, mình sống trong gia đình ra sao, mình có cái gánh nặng mà mình phải mang theo. Và lúc đấy cái cuộc sống nó không đơn giản chỉ là cho mình nữa. Nếu như cuộc sống là hư vô thì em đã từng nghĩ rất nhiều đến chuyện là mình sẽ đi tu một ngày nào đấy, chắc là lên ngọn núi xong rồi không quay về nữa, và lúc đấy sẽ ăn trồng nấm xong rồi có mấy con ngỗng đi lại lại xung quanh em rất là có cả ngỗng. Thế à, ngỗng em nuôi 2 con ngỗng. Nhà em nuôi 2 con ngỗng từ khi nở ra ở trong nhà em luôn, và nó vẫn nghĩ nó là người. Nhưng mà nó có kiểu như hành hung người khác các thứ không? Tại vì đấy là hình ảnh con ngỗng trong đầu chị. Có đúng không? Ok. Vâng. Tại là em sẽ mang theo nó hay lên đấy em sẽ nuôi nào? Lúc đấy thì chưa có nó. Lúc mà em nghĩ về việc đấy thì chưa có nó. Ok. Nhưng mà bây giờ có nó rồi thì em nghĩ em sẽ mang nó lên. Bởi vì nó xứng đáng có một chỗ có hồ bơi. Không ai để hành hung. Vâng. Không cắn người khác nữa. Thì em suy nghĩ về cái việc đấy từ trước đây. Xong rồi bây giờ thì em nghĩ là nếu mà sống như thế thì vô trách nhiệm. Bởi vì mình sống cũng vì rất nhiều người khác nữa. Đầu tiên là vì gia đình mình. Mình không thể nào mà nói là cuộc đời này vô nghĩa lắm, con không muốn học nữa, con sẽ bỏ chương trình tiến sĩ ở giữa chừng, con sẽ không trở thành một người như bố mẹ mong muốn, mà con sẽ lên núi đi tu. Lúc đấy thì đến bố mẹ già rồi thì ai chăm sóc. Xong rồi còn những cái việc khác nữa liên quan đến thu nhập, rồi tiết kiệm, rồi có một cuộc sống về tinh thần ít nhất là cho bố mẹ, cho ông bà, cho gia đình, rồi những người xung quanh, rồi về cơ bản thì em thấy mình là một cái mầu nối nó chẳng chịt xung quanh với những người khác, và khi mà nhúc mình ra xong thì ai sẽ gánh những cái gánh nặng của mình. Và em cảm thấy là thôi không nghĩ về chết nữa. Chết lúc nào thì chết, nhưng mà bây giờ vẫn phải làm việc, vẫn phải lao động, đến trường, đi làm. Đầu tư trả lại khoản đầu tư của bố mẹ và xã hội. Nhưng mà buồn cười, trong lúc nói về cái chết thì chị nghĩ về một cái suy nghĩ của chị hồi xưa. Hồi xưa khi nghĩ về, chị rất sợ những cái chết đột ngột. Chị nghĩ là chị là người thích được kiểm soát mọi thứ. Cho nên khi mình có một ai đấy mất thì mình cảm giác như mình vỡ tung mà không chịu nổi. Thậm chí có thể đấy là một người lạ. Chị đã đến đám ma một người lạ. Thực ra người thân mất thì chị hay tránh nhìn đến cái khoảnh khắc đấy. Ví dụ bà nội của chị, người mà không biết chữ và chị ghi sổ nợ cho,
chị về lúc mà bà rất là yếu và mọi người nói là bây giờ bà sẽ mất cho nên là phải về luôn. Chị về thì bà lại kiểu khỏe lại trong vòng 6 tháng tiếp theo. Thế và đột ngột bà mất vào lúc chị đang đi công tác và bố chị bảo là thôi bây giờ bà mất rồi con không cần về. Nên trong đầu chị ấy, chị chỉ là không gặp bà thôi chứ bà không mất, bà không biến mất. Thì đấy là cái cảm giác của chị về cái chết. Thế nhưng mà với cái gì bất thình lình mà biến mất đi thì chị hay bị kiểu vỡ tim. Thành ra chị hay nghĩ rằng là có thể mình phải chuẩn bị một kế hoạch. Và đây có thể là cách mình sống đấy. Tức là mình chuẩn bị một cái, chị nghĩ về chuyện là nếu mình biến mất, nếu mình lên núi thì mình sẽ viết rất là nhiều những cái lá thư sẵn. Giống cái phim kiểu P.S. I Love You hồi xưa là anh chồng chết đi nhưng mà sau đấy cô vợ kiểu nhận biết bao nhiêu được những cái lá thư bởi vì anh ấy đã chuẩn bị là nếu mà anh ấy mất đi thì sẽ người ta sẽ vẫn cảm nhận được cái sự hiện diện của người đấy cho đến lúc người ta quên đi được hoặc là người ta làm quen được. Thì chị nghĩ kể cả khi mình nói về cái chết ấy, mình cũng nói về cái sống rất là nhiều ấy. Và chị nghĩ là cái bí ẩn lớn nhất của việc là tại sao mình sống là để mình hỏi nhau những câu hỏi này. Để mình thực ra là chị cũng là người mê kiểu nghiên cứu và biết các thứ và mình thấy là mình càng gần với sự thật thì mình càng xa với sự thật, mình sẽ thấy là có biết bao nhiêu thứ mình chưa thể trả lời, chưa thể, không phải không thể nhưng chưa thể. Và cái đấy nó kiểu nó làm cho cuộc sống ấy rất vui vì nếu không thì mình có biết giữa tiếng khoan thế này mình biết nói chuyện gì đây nếu mà mình có câu trả lời cho tất cả mọi thứ. Nhưng em đã biết cuốn sách tiếp theo của em biết về cái gì chưa? Em có cuốn sách tiếp theo rồi. Đợt này đang dịch, thế là cũng chậm. Thế nhưng mà cái cuốn sách này em nghĩ là nó sẽ liên quan đến cái chủ đề này. Chủ đề mình nói lúc nãy về tuổi trẻ hơn. Uh-huh. Cái tên nó là Tạm biệt tuổi trẻ. Uh-huh. Tạm biệt hay vĩnh biệt, em không hiểu. Thế nhưng mà nó sẽ là một cái phiên bản mà em khai thác về cái cuộc sống của em gần đây hơn. Tức là trong cái tuổi 20 này, cái tuổi 20 này thì mọi thứ xảy ra như thế nào? Và nó là một cái quyển sách mà em đã viết trong vòng 2 năm nay rồi. Tức là ngày nào thì em cũng có một cái thói quen là em viết một cái thứ gì đấy chỉ về cái cảm nhận hàng ngày của mình, về cái cây ngọn cỏ bông hoa, mọi người xung quanh, đi mua mớ rau như thế nào, đại khái như thế. Thì em đã viết nó hàng ngày. Và sau đấy, đến lúc thích hợp thì em cảm thấy nó là một cái có thể nói là trung hòa với một cuốn sách về toàn bộ những cái sự kiện mình sinh ra, rồi những cái câu hỏi tầm vóc to lớn. Thì bây giờ cái cuốn sách này em viết với một cái phong cách nó hoàn toàn khác. Nó giống như thủ thỉ nói chuyện với người khác là tôi thấy bông hoa trước mặt tôi đẹp ấy, ông thấy đẹp không? Có. Thế là trầm trồ khen nó. Thế em thấy cái nội dung của nó sẽ là như thế. Nhưng mà tại sao lại là cuốn sách đấy? Em cần đến một lúc mình cần thủ thỉ kiểu khác, mình kể chuyện kiểu khác, mình nhìn những cái chi tiết nhỏ hơn à? Em thấy có cái cảm giác mà em nghĩ là chị đã mô tả rất là đúng lúc nãy. Khi mà mình càng đến gần sự thật hoặc cái mình nghĩ là sự thật thì mình càng xa nó hơn. Và em nhận thấy trong lúc mình đắm đuối với những câu hỏi đấy, ví dụ như sinh ra, chết đi, rồi nhiều thứ khác nữa, những cái mà nó không thực sự sát sườn với mình, thì thực ra cuộc sống nó vẫn trôi đi. Ngay cả khi mình nói là dừng lại đi thì nó vẫn trôi đi. Và lúc đấy chẳng lẽ mình bỏ quên hết là ngỗng nhà mình kêu hàng ngày ngoài đường ở Mỹ nó vui như thế nào, hay là bà nấu cơm bên dưới ra sao, xong rồi các thầy cô ở trường và vẫn phải đồng chấm những cái bài tập của sinh viên dày từng này như thế nào, nó vẫn có cái niềm vui bên trong đấy. Và những niềm vui đấy có thể không có ai kể lại bởi vì họ thấy nó tầm thường quá, nhưng mà em thì cảm thấy là nó là thứ đấy rất là phi thường, theo nghĩa là nếu như mình bỏ quên nó thì nó sẽ chìm mãi mãi vào bên trong thời gian, nó không còn có ai kể là cái lát cắt này của thời gian mọi thứ diễn ra như thế này nữa. Thì em quyết định là em chuyển cái style để sang cái cuốn sách này. Và đối với em thì mỗi lần em lục lại kể cả những cái nốt của mình, em cũng có quyển sổ, nhưng mà thực ra em hay viết trên điện thoại của em hơn vì nó tiện hơn. Thì em nhận thấy có một cái điều hay là khi mình đào lại những cái nốt cũ ấy, và mình xem thời gian nó viết là bao giờ, có cái sự kiện gì xảy ra xung quanh nó, mình viết về cái gì, thì em thấy là hóa ra là trước đây mình đã từng nghĩ về cái sự việc này nó như thế. Giả sử em phải viết một bài trên Vietcetera chẳng hạn. Em nhớ có một bài em viết về bệnh tâm lý giữa các thế hệ ấy. Đấy là cái bài mà em cảm thấy rất là tâm đắc.
thì có một cái khám phá này lúc mà em viết nốt các thứ thôi, là bà em nói rất nhiều về việc đau dạ dày, bà em rất là sợ đau dạ dày, và em ghi chép lại những cái mà bà em nói hàng ngày, và em chỉ ghi chép để lại đấy thôi, bởi vì em cảm thấy có lẽ nó thú vị ở một phần nào đấy, có thể nhắc mình giữ sức khỏe hơn. Xong rồi bỗng nhiên một ngày thì em nhận ra là thực ra cái câu chuyện của bà về việc đau dạ dày nó không phải ở đau dạ dày đâu, mà nó là về bệnh tâm lý. Lý do là bởi vì bà em hay kể hồi xưa đi làm rất là vất vả, xong rồi một nách ba con, xong rồi chồng thì đi công tác triền miên, xong rồi rất nhiều áp lực cuộc sống như thế. Và bà hay lo, và mỗi lần lo thì bà cảm thấy đau dạ dày. Và cái kết quả cuối cùng là bà đi chữa dạ dày chứ không phải là chữa cái tâm lý. Không quan tâm đến tâm lý cả, quan tâm đến mỗi cái dạ dày thôi. Và lúc đấy lúc mà đọc lại một cái nốt cũ này mình nhận ra mình bỏ quên, mình không nhìn thấy một thứ nó rõ ràng như thế. Một cái thứ mà mình chỉ nghĩ là chắc chỉ có Gen Z thì mới nghĩ đến đi khám tâm lý đúng không? Mới nghĩ đến trầm cảm. Nhưng mà thực ra nó là một cái vấn đề mà các thế hệ trước cũng trải qua, nhưng họ nói với một cái ngôn ngữ khác mà mình không biết được. Thì càng về những cái câu chuyện như thế thì em càng thấy là những cái ghi chép hàng ngày của mình nó khá là quan trọng đối với mình. Mình nhìn thấy được những thứ mình bỏ sót ngay ở khi mình đã viết nó ra. Chị nhớ cái bài đấy trong chuyên đề thương thân, và chị là người đặt cái bài đấy. Thế ạ? Chị tất nhiên là mọi người sẽ nói về Gen Z, và chị nghĩ là tại sao mọi người không lùi lại và nhìn là thế hệ ông bà trước mình họ có trầm cảm không, họ có vấn đề không, lúc đấy nó được trá hình bằng cái gì. Đấy, sau đấy có bài viết của em. Chị cái vấn đề này chị cũng buồn cười lắm, vì chị vừa nói trong cái tập trước khi mà chị ngồi làm chung một tập với Thư, thì Thư có nói là ô tại sao anh Trương Quý viết về Hà Nội lại viết những thứ rất là nhỏ, trong khi có những nhà văn khác viết về những cái thành phố, những cái hệ tư tưởng nó rộng lớn hơn. Đấy, và chị có tranh cãi một chút, chị chỉ nghĩ là chị không biết tại sao từ trẻ, khi còn trẻ thì mình hay thích nhìn những thứ trừu tượng, những thứ to, những thứ khiến mình choáng ngợp. Thế nhưng mà khi mình hơi trải qua một chút, trải đời một chút, thì mình sẽ nhìn những, tự dưng mình nhìn thấy những chi tiết. Và mình thấy cái chi tiết là cái to lại không cần phải nói, nhưng mà cái nhỏ thì phải cần được chỉ ra. Và yeah, chị nghĩ là chị rất thích cuộc trò chuyện này, bởi vì là chị thấy Long có cái quan trọng lắm. Đấy là em quan tâm. Cái việc mà mình quan tâm đến một cái gì đấy ấy, kiểu đúng nghĩa là kiểu I care, kiểu chỉ cần cái đấy quyết định kinh khủng. Còn tất cả những thứ như là mình có thể học này, mình có thể rèn luyện này, mình có thể mình có tài năng sẵn này, bẩm sinh này. Thế nhưng mà cái mà mình quan tâm thì chị nghĩ là em thấy sao về cuộc trò chuyện này? Em không nghĩ là em sẽ nói được nhiều như thế. Em lại quay trở về cái lúc đầu tiên, lúc em nói với chị là đã từng có lúc em nghĩ là nhớ đâu mình được lên chương trình này thì mình sẽ nói cái gì. Và hồi xưa thì em bị tự kỷ, và bố mẹ đã từng nói với em rất nhiều là thằng này về sau không nói thành công được, bởi vì nói với người khác một câu tròn trịa nó cũng không nói được. Thế à? Nên là em bị ám ảnh rất nhiều về việc mình phải nói chuyện với người khác như thế nào. Và đã từng có thời gian em nói chuyện trước gương, xong rồi em lúc mà em viết bất cứ một cái gì ra thì em phải đọc nó thành lời để xem cái giọng của mình nó như thế nào. Thậm chí có lúc hơi ghê, đấy là em tự thu âm lại giọng của mình và em nghe lại. Và chắc là không có ai mạo hiểm làm cái việc đấy nhiều bao giờ, vì nó rất là kinh. Thì hôm nay em khá bất ngờ. Thứ nhất là em thấy cái cuộc trò chuyện khi mà mình không chuẩn bị nó quá kỹ càng thì nó rất là hay. Nó giống như việc mình ngồi ngoài quán nước vỉa hè và nói chuyện với mấy ông bà. Em thấy đấy là một cuộc trò chuyện hay như thế. Kiểu như vậy. Chị ngạc nhiên là em đã từng nhưng mà ngược lại nhá, giống như mọi người đang nghe giọng như này là cái bạn kia bảo là đã chỉnh mic của thì mình nhỏ hơn mic của Long. Chị hồi nhỏ cũng bị nói rằng là kiểu cô giáo nói là nói với mẹ chị là chị nói quá bé, và lúc tôi quyết định là nói quá bé thì có một tiếng to hơn át tiếng của tôi. Chị vẫn còn một câu hỏi. Nếu ngày mai phải lên hoang đảo, không biết ngày trở về, khi đi chỉ được mang theo một cuốn sách thì đấy là cuốn gì? Lên hoang đảo, không có ngày trở về, không có hay là mình không biết? Không biết. Em nghĩ em sẽ mang một cái văn bản tôn giáo gì đấy, có thể là một cuốn kinh Phật, có thể là kinh thánh,
Bởi vì lúc đấy thì em nghĩ là cái quan trọng nhất đối với mình đấy là niềm tin rằng sẽ quay lại, nền văn minh nó vẫn tồn tại. Okay. Và không phải đến đây là chết rồi. Và lúc đấy có lẽ mình sẽ nghĩ đến một thứ gì đấy mới dựa trên những cái mà mình đã từng trải qua, chứ không phải đến đây là hết rồi và mình sẽ không còn nước nữa và bắt đầu nói năng làm nhảm và chết ở ngoài, chết ở bìa rừng ngoài bãi cát. Có hai người, có một số người, nhưng mà lần đầu tiên chị nghe đến cái câu trả lời này với cái đáp án này là chị Nguyễn Phi Vân. Em có biết chị ấy? Chị cũng biết cực kỳ nhiều. Em có nghe đến. Ừ, và một cuốn sách, những cuốn sách về tương lai. Và chị cũng lớn tuổi rồi. Em là người gần nhất trả lời cái đáp án này. Ok, chị không có một bình luận gì về đáp án này. Ê, nhưng mà đối với chị thì chị sẽ mang cái gì lên hoang đảo? Chị mang một cái gì đấy mà có thể trong phút chốc thôi, nhưng mà nó thoát ra một thứ linh tinh, một thứ nghe linh tinh hơi quả đáng, nhưng mà hồi đó không hiểu bây giờ thì chị có mang cuốn sách khác đi không, nhưng mà khi lần đầu tiên chị nghĩ là chị sẽ hỏi khách mời câu hỏi này thì chị tự trả lời, thì chị sẽ mang một cái cuốn như kiểu biên niên ký vặn dây cót của Murakami, tức một cái cuốn gì đấy mà siêu thực, nó sẽ cho chị một cái sự an ủi theo kiểu là đây cũng là một cái cuộc phiêu lưu nào đó, mà nếu mình chỉ ở trong ngay cái, em biết cái giọng văn siêu thực của Murakami là trong cái lúc đấy mình chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng mà mình biết là có những cái chuyện này đang xảy ra, và chỉ có một cách duy nhất là mình sẽ đợi di chuyển đến một cái đoạn khác và hy vọng là chúng ta sẽ biết cái chuyện này. Thì với chị, chuyện lên hoang đảo mà không có ngày trở về, tức là mọi thứ nó ra khỏi cái sự kiểm soát của mình, thì tốt nhất là mình cứ sống trọn một cái khúc này, xem là nó như thế nào, nó cứ kỳ bí hơi lạ lạ một chút rồi mình tính tiếp. Thì đấy là chị, bây giờ chị vẫn đang ở cái trạng thái đấy, vẫn đang chị cũng không biết điểm đầu và điểm cuối của một cái cuộc hành trình. Và rồi hôm nay cảm ơn Long. Hôm nay mọi người ạ, đây là lần đầu tiên thì mình gặp Long. Mình đọc rất là nhiều những cái bài viết của Long trên Vietcetera. Khi đọc đến cái cuốn sách này thì mình bất ngờ rất là nhiều, và mình một cái cuốn sách nó hay nhất là như này, nó hé lộ về cái người viết, đúng không? Và nếu mà bây giờ chị biết một điều là em viết cho em nữa ấy, thì chị có một cái version trước khi gặp em về em, một cái phiên bản của Long trong này. Nhưng khi chị gặp ấy, chị rất mừng là nó không xa về cái tưởng tượng của mình. Nên là ví dụ như là kiểu nó không đến mức là lá xanh lá cây mà nhìn ra trời nó vẫn kiểu nó vẫn là lá cây. Đấy thì hôm nay cảm ơn Long rất là nhiều. Em còn gì muốn nói không? Em muốn cảm ơn chị Thùy Minh đã cho đã nói chuyện ở đây, đặc biệt là những câu chuyện kỳ lạ mà em nói ra. Em không nói trong cái khoảnh khắc bình thường về việc cái bàn có thật hay không. Xong rồi, thế à, chị nghĩ đây cây, là em mà. Cái cây màu xanh ra trời, em nghĩ về nó liên tục nhưng mà em không nói ra bằng lời bao giờ. À? Chị nghĩ đến mạnh dạn nói ra. Vì thực ra chuyện kỳ lạ hay mà. Có quá nhiều chuyện bình thường, cần nhiều hơn những chuyện kỳ lạ. Cảm ơn Long. Chị nghĩ là chị sẽ gặp lại Long, sẽ trò chuyện thêm với Long. Cảm ơn các khán giả của Have a Sip. Đấy, mọi người hãy chứng minh cho Long thấy là kể cả thì thi thoảng có vài chuyện kỳ lạ, nhưng mà nếu mà có nhiều hơn một người, có thêm một hai người mà nói chuyện về chuyện kỳ lạ thì chuyện đấy không kỳ lạ nữa, giống như kiểu bí mật mà ai cũng biết ấy. Cảm ơn tất cả khán giả của Have a Sip. Xin chào và hẹn gặp lại.